Hello, xin chào các bạn, Dũng lại lập trình đây Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiến thức về đại số toán lớp 9 Bài đầu tiên có tên là căn bậc 2 Căn bậc 2 là một kiến thức toán rất là cơ bản Dành cho các bạn đang học lớp 9 Và các bạn sẽ sử dụng kiến thức này trong kỳ thi toán vòng 10 Và đặc biệt là nó sẽ theo suốt các bạn trong quá trình học Kể cả các bạn lên cấp 3 và lên đại học Thì kiến thức về căn bậc 2 chắc chắn các bạn sẽ sử dụng lại rất là nhiều Trong video này Dũng sẽ hướng dẫn lại những thứ cơ bản nhất để dành cho những bạn mà chưa từng nghe biết căn bậc 2 là gì đều cũng có thể nghe và hiểu được. Và sau video này các bạn có thể áp dụng nó vào một số những bài tập có trong kỳ thi toán vào 10. Bài giảng về căn bậc 2 này là một bài giảng thuộc chương trình ôn luyện toán thi vào 10 Dũng lại lập trình chuộc cơ sở. Dũng lại lập trình chuộc cơ sở là một chương trình ôn luyện toán thi vào 10 năm nay tập trung cho các bạn 2K9 chuẩn bị thi vào lớp 10 môn toán. Đây là chương trình học hoàn toàn do Dũng xây dựng lên nhiều năm nay với mục đích là hỗ trợ các bạn trong kỳ thi toán vào 10 cũng như là hệ thống lại kiến thức. Đây là một chương trình giúp các bạn bổ trợ lại những cái gì bạn học ở trên lớp và hệ thống lại kiến thức và đặc điểm là trong hệ thống ôn luyện này Dũng sẽ đi từ những kiến thức cơ bản nhất Dũng sẽ hệ thống lại toàn bộ những kiến thức mà các bạn sẽ cần dùng trong kỳ thi toán vào lớp 10 tất cả những bài giảng Dũng sẽ đi từ khái niệm cơ bản nhất dành cho những bạn nào mà không theo kịp ở trên lớp hoặc là những bạn mất gốc môn toán các bạn có thể theo kịp lại được bằng cách là nghe những bài giảng trong phần kiến thức cơ bản sau đấy là mình sẽ luyện tập giải những cái bài từ dễ cho đến khó. Cái chương trình học này Dũng tập trung vào phương pháp tư duy. Đấy là khi các bạn xem Dũng giải toán, hướng mà Dũng tiếp cận một bài toán như nào, các bạn có thể giải được nhiều những cái dạng bài khác nhau dựa vào cái phương pháp tư duy đấy. Và điểm thứ hai Dũng tập trung vào, đấy là cách các bạn trình bày làm sao để không bị mất điểm. DLT.vn chính là website mà mình học cùng nhau. Bây giờ Dũng sẽ giới thiệu về những thứ mà bạn sẽ học ở trong chương trình này. Đầu tiên là phần kiến thức nền tảng. Dũng sẽ đi lại toàn bộ những kiến thức nền tảng mà sẽ có trong đề thi vào 10. Đây là những cái bài giảng mà giúp các bạn bổ trợ lại kiến thức ở trên lớp cũng như là các bạn luyện những cái bài tập từ dễ cho đến khó. Ví dụ như đây là một bài giảng về định lý VS. Đầu tiên Dũng sẽ đi qua phần lý thuyết để các bạn hiểu được tại sao những cái công thức của định lý VS nó lại có. Tiếp theo là Dũng đưa ra những cái lưu ý, những cái bẫy mà người ta có thể đưa ra để đánh lừa các bạn trong kỳ thi. Ví dụ như là những trường hợp đặc biệt. Đây là tất cả những cái dạng bài mà các bạn có thể gặp trong kỳ thi. Dũng đã chia làm các mức độ khác nhau: mức độ cơ bản, mức độ trung bình và mức độ khó. Sau phần kiến thức nền tảng là phần luyện đề thi vào 10. Đây là phần mà Dũng chữa những cái đề thi của những thành phố như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Dũng chữa từng bài một và trong mỗi bài Dũng đều đưa ra cái cách mình tư duy, các cái lỗi trình bày mà các bạn có thể gặp phải. Mỗi thành phố có cái cách ra đề khác nhau. Ví dụ thành phố Hà Nội thì luôn luôn có 5 bài, bài rút gọn, trong bài phương trình bậc 2, định lý VS và cuối cùng có thể là bài giải phương trình, giải bất đẳng thức. Tuy nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh thì đề lại khác. Câu 1 luôn luôn là vẽ đồ thị, khảo sát đồ thị, xong là câu 2 cũng là định lý VS nhưng mà cách nó hỏi khác đi và sau đấy là những cái bài tự luận theo những cái dạng bài cụ thể khác nhau. Chung quy lại phần tự luận của thành phố Hồ Chí Minh có 8 dạng bài mà Dũng tổng kết ra. Thì trong những cái bài giảng ở hệ thống này, Dũng đều chữa từng những cái ví dụ, từng những cái bài toán của từng dạng bài, ví dụ như bài vận tốc quãng đường, bài bể nước, bài năng suất. Đây là phần bài tập tuần mà các bạn sẽ luyện trước khi thi. Các bạn sẽ giải đề và các bạn đăng lên và Dũng sẽ chữa cái lỗi trình bày mà các bạn gặp phải. Đây là các cái bài làm mà các bạn năm ngoái đã làm và Dũng đã sửa cho từng bạn một. Ví dụ như đây là một bài của một bạn học sinh 2K8 đăng lên và Dũng đã phát hiện ra rất là nhiều lỗi sai. Ví dụ như đây là một bài giải hệ phương trình. Tuy nhiên Dũng đã phát hiện ra 5 lỗi sai khác nhau. Từng lỗi sai mà bạn ấy gặp phải, Dũng đều mô tả tỉ mỉ để các bạn có thể chữa được. Tiếp theo là những cái bài giảng livestream mà Dũng lưu lại dành cho các bạn 2K8 năm ngoái. Mỗi một buổi học mà bạn nhìn thấy trên màn hình là một chuyên đề khác nhau. Mỗi buổi học ở trong này kéo dài khoảng 2 đến 3 tiếng mà Dũng đã lưu lại để các bạn có thể xem lại. Ví dụ như Dũng có chuyên đề về bất đẳng thức đối xứng hai ẩn hay là vẽ đồ thị toán tự luận sáu dạng tự luận khác nhau, luyện đề tổng hợp hoặc là dạng toán tìm vị trí điểm m để cái gì đấy có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và cuối cùng là những cái bài thi chuyên, những cái bài toán rất là khó và dũng thêm thắt vào để nếu các bạn có thời gian các bạn có thể tìm tòi thử những cái phần mà Dũng hướng dẫn các bạn tư duy để giải toán trong cái chương trình ôn luyện này sẽ giúp các bạn rất nhiều sau này, không những là các bạn học toán trong cái năm lớp 9 này mà sau này lên lớp 10, lớp 11, lớp 12 hoặc các bạn thi học sinh giỏi hoặc là sau này các bạn vào đại học thì những cái tư duy này là những cái lưu lại trong đầu mình và đấy là những cái mà các bạn có thể áp dụng vào những cái kiến thức khác chứ những cái kiến thức về ví dụ như là căn bậc 2 định lý VS sau này các bạn sẽ không dùng nó mà cái quan trọng các bạn dùng là những cái tư duy giải toán tư duy giải quyết vấn đề đấy mới chính là những cái mà sẽ động lại và đấy là những cái mà Dũng sẽ cố gắng truyền đạt ở trong cái hệ thống ôn luyện này các bạn có thể đăng ký học ngay hôm nay và thời hạn học sẽ là từ lúc bạn đăng ký cho đến khi bạn thi xong các bạn có thể xem hướng dẫn đăng ký tham gia tại website dũng lại lập trình.com hoặc là website dllt.vn hoặc các bạn có thể liên hệ với trợ lý mình là Miss Hương qua Zalo hoặc là các bạn có thể nhắn tin vào fanpage Facebook tên là Dũng lại lập trình. Dũng sẽ để toàn bộ những thông tin đấy ở trong phần mô tả của video cũng như là Dũng sẽ để lên đầu phần bình luận của video này. Một số câu hỏi mà các bạn có thể có. Chương trình này tập trung cho toán chuyên hay toán thường? Đây là chương trình tập trung vào kỳ thi toán vào 10, kỳ thi toán thường. Tuy nhiên các bạn thi chuyên các bạn cũng có thể tham gia để làm cho cái cách trình bày của mình làm sao cho nó chuẩn nhất cũng như là các bạn có thể đi qua rất là nhanh phần kiến thức cơ bản để các bạn luyện những cái chuyên đề khó. Tại vì kể cả thi chuyên hay là thi thường thì những cái bài dễ các bạn đảm bảo phải làm đúng. Đấy là phần quan trọng nhất. Tại vì nếu như mình làm được câu khó mà câu dễ mình sai thì rất là đáng tiếc. Tiếp theo là chương trình học dành cho các bạn lớp 8 hay lớp 9. Chương trình học này sẽ có hiệu quả nhất khi mà bạn chuẩn bị vào lớp 9 hoặc là bạn đang học lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10. Tuy nhiên nếu bạn đang học lớp 8 mà bạn muốn tham gia để mình có thể đi trước chương trình thì cũng không sao cả. Các bạn muốn xem thêm về cách đăng ký thì hãy vào website dũng lại lập trình com hoặc là dllt.vn. Nếu bạn còn có thắc mắc gì thì nhắn tin cho fanpage Dũng lại lập trình ở trên Facebook nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên Dũng sẽ nói về định nghĩa, ký hiệu và điều kiện của căn bậc 2. Cái định nghĩa của căn bậc 2 này nếu mà thầy cô giáo trên lớp không giảng kỹ thì sẽ có rất là nhiều bạn nhầm. Đầu tiên mình hiểu thế nào là bình phương trước tại vì căn bậc 2 là một phép toán ngược lại của phép toán bình phương. 2 bình phương là bằng 2 x 2 bằng 4. 3 bình phương là bằng 3 x 3 bằng 9. Theo cái khái niệm của lớp 7, đấy là căn bậc 2 của một số A là một số x sao cho x bình bằng A. Vậy thì bây giờ Dũng sẽ thay cái khái niệm này vào trường hợp này. Căn bậc 2 của 4 là một số x sao cho x bình bằng 4. Vậy thì có những cái số nào mà x mà bình phương lên bằng 4? Thì có hai số, đó là số 2 và số trừ 2. 2 bình phương là bằng 2 x 2 bằng 4 Trừ 2 bình phương là bằng trừ 2 x 2 2 số âm nhân nhau ra số dương là bằng 4 Vậy thì theo cái khái niệm lớp 7 Căn bậc 2 của 4 là 2 và trừ 2 Đấy là khái niệm của lớp 7 Tuy nhiên khi mà nói đến căn bậc 2 của một số Không ai quan tâm đến cái trường hợp số âm cả Mà người ta chỉ quan tâm đến cái số dương Và khi mà người ta sau này người ta nói là căn bậc 2 của một số là gì Thì tự người ta sẽ phải hiểu là lúc nào cũng chỉ quan tâm đến số dương thôi và theo sách giáo khoa của lớp 9, người ta đưa ra một khái niệm mới đấy là căn bậc hai số học. Đây là khái niệm lớp 9 này. Căn bậc hai số học của một số làm cái số nói ở trên này này. Nhưng mà chỉ quan tâm đến số dương thôi. Hay nói một cách định nghĩa chính xác ấy, là căn bậc hai số học của một số là một số dương sao cho bình phương lên bằng số đấy. Vậy thì nói một cách chính xác là căn bậc hai số học của 4 là 2. Căn bậc hai số học của 9 là 3. Đó, đây là cách nói chính xác nhé thì phải viết là căn bậc 2 số học có từ số học của 4 là 2. Nó chỉ quan tâm đến số dương thôi. Và căn bậc 2 số học của 9 là 3. Và ký hiệu của cái căn bậc 2 số học này, đây là ký hiệu của căn bậc 2 số học. Căn bậc 2 số học của 4 thì mình ghi nó bằng 2. Và nếu bạn ghi căn bậc 2 số học của 9 là bằng 3. Vậy thì khi mà cứ dùng cái ký hiệu này này, cái ký hiệu này, viết như này nhé. Các bạn viết chữ V này, rồi chỗ này nó dài hơn Rồi đi sang ngang Có nhiều sách thì chỗ này có cái móc ở đây một tí Nếu mà nói một cách chính xác ấy, là phải nói là căn bậc 2 số học của 4 là 2 Và căn bậc 2 số học của 9 là 3 Tuy nhiên điểm mấu chốt là không có ai nói từ số học cả Và khi người ta nói đến cái chữ căn bậc 2 Các bạn phải tự hiểu là chỉ quan tâm đến trường hợp số dương thôi Vậy thì khi mà đi thi Người ta hỏi bạn là căn bậc 2 của 4 là bao nhiêu Các bạn trả lời như nào Thì câu trả lời chính xác nhé Là phải là 2 và trừ 2 Tuy nhiên không có ai hỏi bạn câu đấy cả và mình chắc chắn là không có một cuộc thi nào hay không có bất kỳ một cái gì người ta thử bạn để các bạn có hiểu cái chính xác cái định nghĩa hay không mà ai cũng sẽ hiểu là căn bậc hai của một số là cái số dương không quan tâm đến trường hợp số âm vậy nên tổng kết lại là sau cái ngày hôm nay sau cái buổi học này cứ nói đến căn bậc hai là các bạn chỉ nói đến phần số dương thôi chứ không không có ai nói căn bậc hai của 4 là trừ hai cả có một số thầy cô giáo trên mạng các bạn người ta ghi là căn của 4 Là 2 và trừ 2 Người ta ghi như này là sai Tại vì khi mà đã viết cái dấu căn này rồi Thì phải tự hiểu là căn bậc hai số học Nếu các bạn viết chỗ này bằng trừ 2 Thì là các bạn sai Nếu mình nói đây là căn bậc 2 của 4 Bằng 2 Thì về mặt lý thuyết cũng sai Tuy nhiên ai cũng nói như thế Và các bạn cũng được phép nói như thế Về ký hiệu của căn bậc 2 Thì các bạn lưu ý như sau Ví dụ như mình ghi là căn của x Các bạn không được ghi như này các bạn thấy là cái phần này các bạn chừa ra quá nhiều Nó không được ghi như vậy Mà căn của x các bạn chỉ viết sao cho cái chỗ x nó ở đây thôi Đó, Đây là cái cách các bạn viết Các bạn viết một cái chữ V nhé Rồi chỗ này kéo dài lên cho nó sang ngang Đó, ví dụ x cộng 1 Rồi các bạn ghi là căn của 3 Căn của 4 Các bạn có thể viết ngoạch sang một tí chỗ này Đó, các bạn để ý cái phần này mình ngoạch sang Cũng được, không sao Hoặc có nhiều bạn thích là ghi có một cái ấy xuống như này có cái chỗ đi xuống Tuy nhiên là trong sách giáo khoa người ta không ghi như vậy và ký hiệu quốc tế cũng không có cái vạch xuống như này các bạn kết thúc cái vạch ngang ở chỗ nào thì cái căn bậc hai nó tự hiểu là kết thúc chỗ đấy nếu mình ghi như này thì đây là căn của cả cái x cộng 1 còn nếu mà mình ghi là căn của x cộng 1 đó thì các bạn thấy là cái vạch ngang ở trên đầu nó chỉ kéo đến đây thôi thì các bạn phải hiểu là cái căn bậc 2 chỉ được áp dụng cho cái x này Hiện tại mình học về căn bậc 2 thì đây là ký hiệu của nó. Tuy nhiên về sau bạn học về căn bậc 3 thì đây là ký hiệu của căn bậc 3. Ví dụ căn bậc 3 của 27 là số mà mũ 3 lên bằng chính nó. Thì 3 mũ 3 bằng 27. Thế nên là căn bậc 3 của 27 bằng 3. Tuy nhiên với căn bậc 2 chẳng hạn thì mình không ghi cái số 2 ở đây. Tại vì căn bậc 2 là phổ biến nhất. Thế nên là khi không ghi gì thì mình tự hiểu đấy là căn bậc 2. Bây giờ Dũng sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tính cầm tay để tính căn bậc 2. Đầu tiên các bạn bấm nút on để bật máy tính lên. Các bạn nhìn vào cái nút này, đây là nút cho căn bậc 2. Khi các bạn bấm vào cái nút căn bậc 2, nó hiện lên một cái hình chữ nhật. Ở đây có nghĩa là các bạn sẽ phải nhập một cái gì đấy bên trong cái căn bậc 2 này. Ví dụ bạn không nhập gì mà các bạn bấm dấu bằng luôn thì nó hiện lên là syntax error. Error nghĩa là lỗi, syntax có nghĩa là cú pháp. Bây giờ các bạn muốn quay trở lại cái màn hình cũ mà không mất đi những cái gì bạn đã nhập rồi thì bạn bấm vào cái nút mũi tên bên trái. Đó, nó hiện lên những cái này. Bây giờ mình thử lại này. Nếu mình bấm dấu bằng mà mình muốn quay trở lại những cái cũ mà các bạn bấm cái nút on để reset máy thì nó sẽ mất đi tất cả những cái gì bạn nhập rồi. Hoặc là các bạn bấm vào nút AC viết tiếng Anh viết tắt cho từ O clear thì nó sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Đó, vậy nên các bạn sẽ phải bấm vào cái dấu bằng sau đấy các bạn bấm vào mũi tên bên trái để quay lại những cái gì bạn đã nhập. Bây giờ ví dụ mình bấm vào số 4 Bấm dấu bằng Nó ra căn 4 bằng 2 Như các bạn thấy là nó chỉ ra số dương 2 thôi Chứ nó không ra âm 2 Tại vì như mình nói Khi mà đã dùng cái ký hiệu căn này Thì là nó đang nói đến căn bậc 2 số học Và nó chỉ quan tâm đến số dương thôi Tuy nhiên như Dũng đã nói ở phần đầu Các bạn có thể nói tắt là đây là căn 4 Hoặc là căn bậc 2 của 4 Mà không cần phải nói hẳn ra là căn bậc 2 số học của 4 Bây giờ Dũng sẽ thử một trường hợp khác Dũng sẽ bấm nút AC để xóa đi những cái trên màn hình. Dũng sẽ tính căn bậc 2, bấm vào nút căn bậc 2. Bấm vào số 2 và bấm dấu bằng. Các bạn thấy là nó hiện lên căn 2. Thì bây giờ mình muốn đổi số căn 2 này thành một cái số thập phân thì các bạn bấm vào cái chữ S chuyển sang D. Thì S có nghĩa là standard, có nghĩa là tiêu chuẩn. Đây là dạng tiêu chuẩn của căn 2. Còn cái chữ D này viết tắt cho từ decimal, nghĩa là số thập phân, có nghĩa là chuyển từ dạng căn 2 này thành dạng số thập phân là 1.414. Ví dụ bây giờ Dũng muốn kiểm tra lại. Các bạn nhìn vào số 1.414 này. Bấm AC để xóa đi. 1.414. Và các bạn bấm vào cái nút bình phương này. Đó để bình phương lên. Thì các bạn thấy nó ra 1.999. Nó gần với số 2. Cái số 1.414 này này. Các bạn có càng nhiều các cái số đằng sau cái dấu chấm thì khi các bạn bình phương lên nó sẽ càng gần số 2 hơn. Tại vì bản chất của căn bậc 2 của 2 là một số vô tỉ, có nghĩa là nó có vô hạn những cái số đằng sau cái dấu chấm phân thập phân. Còn những cái số bình thường như liệu là 1,5 thì gọi là số hữu tỉ, có nghĩa là nó chỉ có hữu hạn những cái số đằng sau cái dấu chấm phần thập phân thôi. Các bạn có thể lồng hai cái căn vào nhau. Bây giờ Dũng sẽ bấm vào nút AC để xóa màn hình. Bấm vào hai lần cái nút dấu căn, bấm một lần, bấm một lần nữa và Dũng ghi vào 16 thì các bạn thấy là nó sẽ tính cái căn bên trong là căn 16 bằng 4. Sau đấy nó tính căn 4 bằng 2 ra kết quả là 2 Và bây giờ Dũng sẽ thử lại căn của trừ 3 bấm dấu bằng Nó ghi là math error không có căn của số âm Nếu như khi các bạn làm một bài toán mà nó ra căn của số âm Thì một là các bạn làm sai Hai là đề bài sai Bạn nào mà chưa cảm thấy tự tin về cách sử dụng máy tính cầm tay để giải toán Cũng như là hỗ trợ bạn giải toán thì các bạn có thể đăng ký hệ thống ôn luyện thi vào 10 dũng lại lập trình cho cơ sở tại dllt.vn. Trong chương trình học, Dũng có hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tính cầm tay từ cơ bản cho đến nâng cao. Có nghĩa là bạn chưa cần biết cách sử dụng bất kỳ một cái gì ở trên cái máy tính này thì Dũng cũng sẽ hướng dẫn lại bạn từ đầu để các bạn hiểu rõ bản chất những cái nút ở trên này. Khi mà Dũng hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tính cầm tay thì đây là các cái phương pháp tư duy để hỗ trợ mình giải toán chứ không phải là mình học rồi mình phụ thuộc vào nó. Nó chỉ là một cái công cụ giúp mình giải nhiều bài tập hơn, hỗ trợ mình giải nhanh hơn, kiểm tra mình làm đúng hay không. Tiếp theo Dũng sẽ nói đến điều kiện của căn bậc 2 các bạn cứ thấy một cái căn bậc 2 thì cái bên trong căn luôn luôn phải lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ như viết căn x thì điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0. Cái thứ hai là các bạn luôn luôn phải nhớ đấy là nếu có một phân số 1 trên x thì luôn luôn phải có điều kiện x khác 0. Tại vì là không có phép chia cho 0. Và nếu mà là căn của trừ 1 thì biểu thức đấy không có nghĩa. Có một số cách mà đề thi vào 10 có thể hỏi các bạn. Các bạn xem một số những cái bài toán sau đây. Thứ nhất là tìm tập xác định của biểu thức. P bằng căn của x 1 cộng căn của 2 x. Một cái cách hỏi khác và cách giải cũng y nguyên. Đó là tìm x để biểu thức sau có nghĩa. Hai cái này nó đều muốn các bạn tìm điều kiện của biểu thức này. Vậy thì áp dụng cái Dũng vừa nói. Cái bên trong căn phải lớn hơn bằng 0. Và để trình bày bài này thì các bạn phải viết như sau. Để biểu thức P có nghĩa thì sau đấy các bạn ghi ra hai cái điều kiện. Một là x 1 lớn bằng 0 và 2 x lớn bằng 0. Cái này các bạn suy ra x lớn hơn hoặc bằng 1 và cái này suy ra x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Tại vì khi các bạn chuyển cái 1 sang bên này thì cái dấu nó giữ nguyên và cái trừ 1 chuyển sang về bên này sẽ là 1. Còn cái biểu thức đằng sau thì cái trừ x này các bạn chuyển sang bên này nó sẽ là cộng x và cái dấu của nó sẽ là 2 lớn hơn hoặc bằng cộng x hay nói cách khác là x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Hai cái điều kiện này các bạn có thể tổng hợp lại. Các bạn có thể ghi cái dấu và và các bạn suy ra 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Sau đấy các bạn ghi một dòng kết luận. Đề bài hỏi gì thì các bạn kết luận như vậy. Ví dụ như đề bài nó hỏi là tìm tập xác định của biểu thức thì các bạn nói là tập xác định của biểu thức là 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Hoặc nếu mà người ta hỏi là tìm x để biểu thức sau có nghĩa thì các bạn ghi kết luận để biểu thức P có nghĩa thì 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Có một cách trình bày khác mà Dũng muốn giới thiệu cho các bạn. Đấy là khi mà người ta nói 1 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn bằng 2 thì người ta có thể ghi cái ký hiệu như sau x thuộc ngoặc vuông 1,2 đó đây là cái x là cái biến của mình và đây là ký hiệu thuộc thì nó viết là cái chữ c sau đấy có một cái gạch ngang ở giữa thì đây là thuộc và cái này nó gọi là một cái tập hợp tập hợp này được ghi bởi cái ngoặc vuông hai cái ngoặc vuông hai bên và hai con số ở giữa 1 và 2 có nghĩa là x sẽ là tất cả những cái số nằm giữa 1 và 2. Đó, cái bên trái sẽ là cái số bé nhất mà nó có thể có, bên phải là số lớn nhất nó có thể có. Cái này các bạn có thể nói là x thuộc đoạn 1 2. Cái lý do người ta dùng từ đoạn là các bạn có thể liên tưởng đến một cái trục số có số 0 ở giữa và chỗ này là cộng vô cùng. Nó thuộc đoạn 1 2 có nghĩa là nó thuộc cái đoạn 1 ở đây, 2 ở đây. Và khi các bạn trình bày cho người khác thì các bạn hoàn toàn có thể vẽ cái trục số y như mình và các bạn dùng cái dấu ngoặc vuông ở đây để người ta biết là có thể có trường hợp 1. Và ví dụ như các bạn muốn biểu diễn cái tập xác định này trên cái trục tọa độ thì các bạn có thể gạch gạch cái phần này đi. Tại vì đấy là những cái phần mà x không thuộc nó. X chỉ thuộc cái đoạn ở giữa, đấy là 1 và 2. Bây giờ Dũng sẽ lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ như bài toán rút gọn biểu thức. Đề bài nó là rút gọn biểu thức P bằng 1 chia căn của x 1 cộng căn của 2 x nếu đề bài nó hỏi bạn rút gọn thì bạn phải lập điều kiện cho nó. Vậy thì khi mà các bạn thấy một bài rút gọn, bạn sẽ nói là điều kiện. Sau đấy bạn viết hai cái điều kiện ra. Ở đây có một số điểm mình cần lưu ý. Thứ nhất là nó có phân số, thứ hai là nó có hai cái căn bậc hai. Vậy thì có ba cái điều kiện mình phải cân nhắc. Thứ nhất là cái bên trong căn chỗ này phải lớn hơn bằng 0. Thứ hai là cái bên trong căn chỗ này phải lớn hơn bằng 0. Và cái thứ ba là cứ thấy phân số thì cái mẫu số phải khác không. Vậy nên cái căn của x 1 này phải khác không và các bạn có thể ghi điều kiện x 1 lớn bằng 0, x 1 khác 0 và 2 x lớn bằng 0 và ba cái này các bạn có thể suy ra 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Cái 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn bằng 2 nó khác cái ở phần trên tại vì phần trên thì là 1 nhỏ hơn bằng x nó lấy trường hợp 1. Còn phần dưới này không lấy trường hợp 1. Vậy thì các bạn kết luận mà muốn viết theo kiểu này thì các bạn viết như nào? Khi mà gặp trường hợp này thì các bạn thay vì dùng cái ngoặc vuông, các bạn sẽ dùng cái ngoặc tròn. Các bạn ghi x thuộc ngoặc tròn 1,2 ngoặc vuông ngoặc tròn có nghĩa là nó không lấy cái trường hợp bằng cái số đấy có nghĩa là chỗ này phải x lớn hơn 1 còn chỗ này có ngoặc vuông tại vì trường hợp 2 vẫn lấy bây giờ Dũng sẽ lấy một cái ví dụ khác đấy là giải phương trình căn của x 1 bằng 0 cứ thấy một cái bài giải phương trình thì các bạn cũng phải đặt điều kiện ở đây điều kiện là x 1 lớn bằng 0 hay nói cách khác là x lớn hơn bằng 1 vậy thì ở đây x lớn hơn bằng 1 các bạn muốn viết theo kiểu x thuộc cái đoạn 1, 2 hay là x thuộc đoạn 1, 2 như này thì các bạn viết như nào? Ở đây x lớn hơn bằng 1 có nghĩa là nó chạy từ 1 cho đến dương vô cùng thì các bạn có thể viết như sau x thuộc đoạn 1, phẩy, cộng vô cùng ngoặc tròn đó, 1 này mình dùng cái ngoặc vuông tại vì là nó lấy trường hợp x bằng 1 thấy cái cộng vô cùng thì các bạn bắt buộc phải dùng ngoặc tròn ví dụ như đề bài nó là giải phương trình căn của 2 chữ x bằng 1 các bạn có thể ghi tập xác định là 2 x lớn hơn bằng 0 rồi suy ra x nhỏ hơn bằng 2. Hoặc nếu các bạn muốn viết theo kiểu tập hợp tập xác định như này thì các bạn có thể viết là x thuộc đoạn từ trừ vô cùng cho đến 2. Trừ vô cùng thì phải dùng ngoặc tròn. Hai chỗ này thì phải dùng ngoặc vuông. Tại vì là mình lấy cái trường hợp x bằng 2 thế nên phải dùng ngoặc vuông. Bây giờ Dũng sẽ đưa lên cái ví dụ cuối cùng, cái này hơi phức tạp hơn một tí. Đấy là tìm tập xác định của biểu thức này hoặc đề bài nó có thể hỏi là tìm x để biểu thức sau có nghĩa hoặc đề bài có thể nói là rút gọn hoặc là giải cái phương trình cái này bằng không có rất nhiều cách hỏi khác nhau thì để các bạn tìm điều kiện của cái biểu thức này đầu tiên là chỗ này có x cộng một thế nên là x phải lớn hơn trừ một nó không thể bằng trừ một được tiếp theo là hai trừ x thì x phải nhỏ hơn bằng 2 và 1 chia x thì x phải khác không bây giờ dũng sẽ biểu thị cái tập xác định của cái biểu thức này trên một cái trục tọa độ ở đây mình có trừ một không một 2, 3 Mình sẽ cân nhắc từng trường hợp một Đầu tiên là x lớn hơn trừ 1 Vậy nên mình dùng cái dấu ngoặc tròn ở đây Tiếp đến là x nhón bằng 2 Vậy nên Dũng sẽ dùng cái dấu ngoặc vuông ở đây Mình loại trường hợp nào thì mình sẽ gạch đi những cái trường hợp đấy Đấy là những cái phần bên ngoài này Tiếp đến mình có x khác không Vậy nên chỗ này các bạn phải chia làm hai đoạn khác nhau Vậy nên dùng hai cái ngoặc tròn ở đây Để biểu thị là mình không lấy cái trường hợp x bằng 0 Vậy nên cái tập xác định của mình sẽ gồm hai đoạn Đoạn thứ nhất là từ trừ 1 đến 0 và đoạn thứ hai là từ 0 đến 2 Để viết cái này thì các bạn ghi là x thuộc tập hợp Trừ 1,0 dùng hoặc tròn Sau đấy các bạn dùng cái chữ U Và chỗ này là đoạn 0,2 0,2 Và chỗ này phải dùng ngoặc vuông Cái chữ U này là một cái ký hiệu viết tắt cho từ union Có nghĩa là mình kết hợp những cái tập hợp này Kết hợp những cái đoạn này với nhau Khi các bạn làm bài thì Dũng nghĩ là tốt nhất các bạn không nên động đến những cái ký hiệu này Tại vì thực ra cái ký hiệu tập hợp U này Là lên lớp 10 các bạn mới được học Tuy nhiên những cái ký hiệu mà đoạn đoạn như này thì thực ra trong toàn lớp 6 nó đã có rồi. Ngoài ra toàn lớp 6 còn có những cái tự ký hiệu như này. Đấy là cái ngoặc cong cong này. 1,2,3 ví dụ như vậy. Thì đây là một cái tập hợp. Tập hợp này gồm 3 phần tử là 1, 2 và 3. Gặp cái trường hợp này thì tốt nhất các bạn nên ghi điều kiện. Xong các bạn ghi ba cái màu xanh xanh ở đây. Đấy là điều kiện x lớn hơn 1, phải. x nhỏ bằng 2, phải. x khác không. Cái lý do mà Dũng muốn giới thiệu cho các bạn Đấy là trong một số những đề thi trắc nghiệm của một số tỉnh Nó có dùng những cái ký hiệu này Ngoài ra Dũng đọc rất là nhiều các cái đáp án của Bộ Giáo dục Và đáp án trên mạng Và đọc rất là nhiều sách lớp 9 Thì họ có dùng những cái này Trong chương trình học chuộc cơ sở Thế nên là tốt nhất là mình biết qua thì vẫn hơn và đặc biệt là có rất là nhiều thầy cô dùng cái này tại vì năm ngoái khi mà dũng dạy cái chương trình dũng lại lập trình cho cơ sở có rất là nhiều học sinh của dũng dùng cái ký hiệu này trong bài khi mà dũng giao bài tập tuần về nhà và chữa bài chứng tỏ là các bạn dùng cái đấy ở trên lớp và thực ra cái Dũng nghĩ là quan trọng nhất Đấy là khi các bạn biểu diễn theo kiểu tập hợp Các bạn sẽ hình dung được là cái tập hợp của X Trên cái trục số nó sẽ là như nào Khi mà các bạn học toán Đôi khi các bạn sẽ học những cái mà các bạn tự hỏi là Tại sao mình phải học nó Mình đâu có sử dụng nó Nhưng mà thực ra khi các bạn học và hiểu nó rồi Sau này các bạn mới nhận ra là thực sự nó có ích Ví dụ như là hồi lớp 6, lớp 7 Dũng có học một cái dạng toán hình Tên là dựng hình bằng thước kẻ và compa Thì hồi đấy mình học nhưng có thể mình không nghĩ là tại sao mình cần nó nhưng mà sau này Dũng mới nhận ra là nó thực sự có ích quá là nhiều khi mà Dũng giải những cái bài toán hình. Tại vì khi mà Dũng dựng hình bằng thước và compa, Dũng sẽ biết được là cái điểm nào là những cái điểm cố định. Khi mà đề bài nó cho những cái biến chuyển động, ví dụ như là điểm E thuộc đoạn AB, thì E sẽ là một cái điểm chuyển động. Tuy nhiên những cái điểm khác, nhiều khi nó liên quan đến điểm E, nhưng mà nó vẫn đi qua những cái điểm cố định. Và nó giúp mình, giúp Dũng đưa ra một cái cách giải cho rất là nhiều bài hình. Đấy là gọi những cái đoạn thẳng, rồi sau đấy mình tính toán theo cái độ dài đoạn thẳng theo sin tan của góc và chứng minh hình học bằng cách là giải phương trình liên quan đến cái sin tan và độ dài cạnh. Những cái đấy Dũng sẽ nói sau, nhưng mà nó rất là hay luôn và nó giúp Dũng giải rất là nhiều bài khó, thậm chí là trong các kỳ thi ngày xưa. Phần tiếp theo Dũng muốn nói đến liên quan đến căn bậc 2 là giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của một số là cái số dương. Ví dụ như giá trị tuyệt đối của 3 là bằng 3, còn giá trị tuyệt đối của số trừ -3 là bằng 3. Đó nó biến cái số âm -3 thành số 3. Đấy là ý nghĩa của dấu giá trị tuyệt đối. Cái giá trị tuyệt đối này các bạn sẽ gặp rất là nhiều trong những bài liên quan đến căn bậc 2 và đặc biệt là trong đề thi vào 10 nó có một cái liên quan đến định lý VS sau này thì các bạn sẽ phải động đến cái giá trị tuyệt đối. Hoặc là những bài bất đẳng thức cũng sẽ liên quan. Bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ. Giá trị tuyệt đối của x 1 thì cứ động đến giá trị tuyệt đối, các bạn nhớ cho mình là chia trường hợp và phá dấu giá trị tuyệt đối. Trị tuyệt đối của x 1 sẽ chia ra làm hai trường hợp. Nó sẽ bằng x 1 khi x lớn hơn 1 và giá trị tuyệt đối của x 1 sẽ bằng 1 trừ x khi x nhỏ hơn 1 hoặc bằng 1. Khi mà x lớn hơn 1 có nghĩa là cái bên trong này x 1 sẽ lớn hơn 0. Và khi các bạn phá dấu giá trị tuyệt đối thì cái bên phải nó phải là một số lớn hơn 0. Ví dụ các bạn thay x bằng 3 chẳng hạn thì ở đây là 3 1 là bằng 2 và đây là 3 1. Còn nếu mà x nhỏ hơn 1, bằng 1 thì là x 1 nhỏ hơn 0. Vậy nên các bạn phải lấy cái đối của nó Thì cái bên này nó mới lớn hơn không được Ví dụ như nếu x bằng 0 thì chuyện gì xảy ra Khi đấy cái bên trong cái dấu giá trị tuyệt đối sẽ bằng trừ 1 Vậy nên giá trị đối của trừ 1 sẽ phải bằng 1 Vậy nên chỗ này phải là 1 chữ x Thì x bằng 0 nó mới là 1 0 bằng 0 À bằng 1 Còn nếu mà Nếu mà lấy x bằng 0 Mà các bạn lắp vào cái công thức ở trên Thì ở đây là 0 1 bằng 1 Không thể nào được Giá trị tuyệt đối không thể nào bằng một số âm được đó vậy nên là cứ liên quan đến dấu giá trị tuyệt đối thì các bạn hãy chia trường hợp bây giờ quay trở lại căn bậc 2 mình có công thức là căn bậc 2 của a bình phương bằng giá trị tuyệt đối của a thì tại vì là cái a bên trong này nó có thể là âm hoặc là dương thì bình phương lên bên trong cái dấu căn nó vẫn là dương Tuy nhiên khi bạn lấy căn thì cái bên ngoài nó phải là giá trị tuyệt đối để đảm bảo nó là số dương tại vì cái dấu này là dấu căn bậc hai số học nó chỉ được là số dương mà thôi mình sẽ lấy một ví dụ để mô tả lại biểu thức này. Bây giờ mình tính căn bậc 2 của 1 trừ căn 2 tất cả bình phương. Đó. Thì cái này nếu mà các bạn phá ra là 1 trừ căn 2 mà các bạn không lấy dấu giá trị tuyệt đối thì cái này sẽ là sai. Tại vì là căn 2 tính ra máy tính sẽ khoảng 1,4 và 1 trừ 1,4 nó sẽ ra là một số âm. Mà về phải này không thể là số âm được tại vì nó bằng một cái căn bậc 2. Vậy nên các bạn phải áp dụng theo cái công thức này là căn bậc 2 của 1 trừ căn 2 tất cả bình bằng giá trị tuyệt đối của 1 trừ căn 2. Sau đấy các bạn xem là 1 trừ căn 2 dấu của nó, chiều của nó như nào. Thì mình có thể nhìn thấy là căn 2 sẽ lớn hơn 1. Có hai cách để bạn tìm xem là 1 với căn 2 cái nào lớn hơn. Cách thứ nhất là bạn có thể bấm máy tính cái căn 2 nó ra 1,4. Và từ đấy các bạn biết là cái này phải bằng căn 2 trừ 1. Tại vì là căn 2 lớn hơn 1. Cách thứ hai để so sánh giữa 1 và căn 2 các bạn có thể bình phương nó lên. 1 bình phương là bằng 1. 2 bình phương là bằng 2. Cái bình phương của nó lớn hơn thì chứng tỏ cái bên trong nó cũng lớn hơn. Thế nên là căn 2 sẽ lớn hơn 1. Đối với căn bậc 2 có hai thứ mà các bạn có thể áp dụng. Thứ nhất nếu các bạn có a lớn hơn b lớn hơn 0, tức là hai số dương, số a lớn hơn số b, các bạn có thể suy ra căn a lớn hơn căn b. Ý nghĩa ở đây đấy là nếu có hai số lớn hơn 0 thì các bạn thấy số nào lớn hơn thì căn của nó cũng sẽ lớn hơn và điều ngược lại cũng đúng đấy là các bạn có căn a lớn hơn căn b thì các bạn cũng có thể suy ra a lớn hơn b nó vậy nên cái chiều hai số mà so sánh hai số thì căn ra nó cũng đảm bảo là cái thứ tự như vậy và nó cũng đúng khi mà các bạn bình phương lên nếu các bạn có a lớn hơn b lớn hơn không hai số dương thì bạn cũng có thể có a bình lớn hơn b bình bình phương lên cũng đúng và nếu các bạn có hai số bình phương thì chỗ này hơi uh, rắc rối một tí đấy là các bạn sẽ có thể suy ra được trị tuyệt đối của a lớn hơn giá trị tuyệt đối của b nó tại vì không biết số nào là số âm số nào là số dương nhưng mà nếu mà lấy giá trị tuyệt đối thì cái thứ tự của nó vẫn đảm bảo mình lấy một ví dụ tại sao chỗ này phải là giá trị tuyệt đối thì nếu như trừ ba tất cả bình là bằng 9 lớn hơn hai bình phương là bằng 4 thì các bạn không thể nào suy ra trừ ba lớn hơn hai được cái này sai Thế nên là mình phải lấy dấu giá trị tuyệt đối Hai cái nhận định này các bạn có thể nhớ và áp dụng vào trong các bài bất đẳng thức Ví dụ như một bài bất đẳng thức chứng minh A lớn hơn B Mà các bạn biết là AB lớn hơn không Thì các bạn có thể chứng minh A bình lớn hơn B bình Hoặc các bạn có thể chứng minh căn A lớn hơn căn B Đó, bình phương hoặc căn ra Bây giờ mình sẽ áp dụng những thứ vừa học liên quan đến dấu giá trị tuyệt đối Cách phá dấu giá trị tuyệt đối và căn của một cái bình phương Để giải một cái ví dụ sau Giải phương trình căn bậc 2 của x trừ 2 tất cả bình bằng 6 trừ 3x. Khi gặp một bài giải phương trình, các bạn hãy đặt điều kiện trước. Những cái điều kiện các bạn phải đặt, đấy là cái bên trong căn phải lớn hoặc bằng 0. Và nếu mà thấy có một cái phân số, thì cái mẫu số phải khác không. Ở đây các bạn thấy cái bên trong căn là đã là một cái bình phương rồi. Thế nên là nó luôn luôn lớn hoặc bằng 0. Vậy nên các bạn không cần phải đặt điều kiện nữa. Có thể có một số bạn sẽ nói là mình phải đặt điều kiện cái 6 3x lớn hoặc bằng 0. Tuy nhiên cái này không phải là cái điều kiện. Cái này là một cái mà các bạn tự suy ra trong quá trình các bạn giải phương trình. Mà cứ nói đến điều kiện thì mình chỉ nói đến là cái bên trong căn phải lớn hoặc bằng 0 và mẫu số của một cái phân số phải khác không. Bây giờ mình sẽ áp dụng cái công thức mình vừa học. Đấy là căn của một cái bình phương bằng giá trị tuyệt đối. Vậy thì ở đây các bạn có một cái là căn bậc 2 của x 2 tất cả bình phương. Cái này các bạn có thể áp dụng được cái công thức này. Tại vì nó là căn của một cái bình phương Vậy nên nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của cái bên trong bình phương Hay nói cách khác là chỗ này các bạn có thể suy ra giá trị tuyệt đối của x 2 bằng 6 3x Lưu ý khi giải những bài giải phương trình Các bạn hãy đặt điều kiện Sau đấy các bạn dùng cái dấu suy ra Rồi các bạn dùng các cái dấu suy ra Và cuối cùng các bạn tính ra được x bằng bao nhiêu bao nhiêu Và các bạn so sánh lại với cái điều kiện bạn có ban đầu Chứ các bạn đừng dùng dấu tương đương Tí nữa Dũng sẽ đưa ra một vài ví dụ để nói cho các bạn tại sao các bạn không nên dùng dấu tương đương các bạn dùng cũng được tuy nhiên là thường các bạn dùng một cách không chính xác và nếu mà gặp những cái giáo viên khó tính thì về bản chất toán của nó là sai thế nên là người ta có thể trừ điểm bạn với bài này làm theo một cách bình thường thì cứ thấy dấu giá trị tuyệt đối các bạn sẽ xét trường hợp để phá dấu giá trị tuyệt đối khi nào cái bên trong này lớn hơn không và với những cái x nào thì cái bên trong dấu giá trị tuyệt đối nhỏ hơn không vậy thì với những cái bài làm bình thường các bạn sẽ xét hai trường hợp là trường hợp 1 x lớn hơn 2 thì khi đấy các bạn sẽ có cái dấu giá trị tuyệt đối của x 2 sẽ bằng x 2 và các bạn xét trường hợp 2 là x nhỏ hơn hoặc bằng 2 khi đấy x 2 sẽ bằng 2 x và khi đấy các bạn có thể thay những cái này vào trong cái phương trình này để các bạn giải ra x và khi các bạn giải ra x rồi các bạn nhớ so sánh lại với cái điều kiện của từng trường hợp ví dụ với cái trường hợp này các bạn giải ra x thì nó phải là x lớn hơn 2. Còn cái trường hợp dưới thì là x phải nhỏ hơn hoặc bằng 2. Cái chỗ dấu bằng này này. Các bạn có thể ghi ở dưới ở trường hợp 2 cũng được mà các bạn ghi dấu bằng ở trường hợp trên cũng được, không ảnh hưởng. Tại vì ở bất kỳ trường hợp nào thì cái biểu thức này nó cũng đều đúng. Hai vế đều bằng 0. Vậy thì đây là cách giải thông thường. Tuy nhiên ở bài này khá là đặc biệt. Các bạn thấy là cái 6 3x này nó bằng một cái dấu giá trị tuyệt đối. Vậy nên các bạn có thể suy luận từ cái phương trình này là cái vế phải phải lớn hơn hoặc bằng 0, tại vì nó bằng dấu giá trị tuyệt đối. Suy ra 6 3x lớn hơn hoặc bằng 0 và cái điều này tương ứng với cả x nhỏ hơn hoặc bằng 2. Vậy nên cách làm ngắn gọn hơn đấy là các bạn nói là cái này phải lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đấy x nhỏ nó bằng 2 và khi x nhỏ nó bằng 2 thì cái x 2 nhỏ hơn 0 và khi đấy cái dấu giá trị tuyệt đối của nó phải bằng 2 x. Với cách làm này thì các bạn không phải xét cái trường hợp này nữa. Bây giờ Dũng sẽ thử không làm theo cái cách này nhé mình vẫn làm theo cách chia trường hợp thì ở trường hợp 1 các bạn có thể suy ra là x 2 bằng 6 3 x đổi vế sang 4x bằng 8 suy ra x bằng 2 và x bằng 2 này các bạn sẽ nói là không thỏa mãn điều các bạn nhớ không viết tắt khi đi thi không thỏa mãn điều kiện là tại vì chỗ này mình xét trường hợp là x lớn hơn 2 Vậy nên x bằng 2 không thỏa mãn điều kiện. Và giải tiếp cái trường hợp 2 này, các bạn có thể suy ra 2 x bằng 6 3x, 2x bằng 4 và suy ra x bằng 2. Lúc này các bạn sẽ nói là thỏa mãn điều kiện. Vậy nên kết hợp hai trường hợp các bạn sẽ lấy x bằng 2 thỏa mãn điều kiện. Vậy nên là cứ động đến giá trị tuyệt đối là các bạn sẽ phải phá dấu giá trị tuyệt đối. Vậy thì ví dụ với một cái bài khác, giá trị tuyệt đối của x 1 nhân x, x 2 bằng 6 3x thì với cái bài này các bạn sẽ làm như nào? Thứ nhất là các bạn có thể nói là cái vế bên này phải lớn hơn bằng không và các bạn có thể xét xem là cái giá trị tuyệt đối này nó như nào. Còn cái cách thủ công nhất đấy là các bạn sẽ chia trường hợp của cái vế bên trái để phá dấu giá trị tuyệt đối. Thì ở đây các bạn thấy là đây là một cái phương trình có hai nghiệm 1 và 2. Vậy nên các bạn sẽ phải vẽ một cái trục số như này. Cái này sẽ là trục số của x với x nhỏ hơn 1 tức là cái phần này. Thì cái này sẽ là âm hay dương với x nhỏ hơn 1 nhé. Thì cái này sẽ là số âm. Cái này sẽ là số âm. Vậy nên hai cái sẽ là số dương. Vậy nên cái chỗ này sẽ là dấu dương với x thuộc khoảng 1 và 2. Tức là x lớn hơn 1 và x nhỏ hơn 2. Thì các bạn xem cái dấu bên trong này là gì. Các bạn thấy là x lớn hơn 1 thì cái này phải là lớn hơn 0. Mình đang xét cái x nhỏ hơn 2, thế nên là x 2 sẽ phải, phải phải nhỏ hơn 0. Một cái lớn hơn 0, một cái nhỏ hơn 0. Vậy nên dấu của nó sẽ là dấu âm. Và với x lớn hơn 2 thì cả hai cái này đều là dấu dương. Vậy nên dấu của nó là dấu dương. Vậy nên khi mà các bạn gặp một cái bài toán như này thì các bạn sẽ phải xét làm 3 trường hợp. Đó, gặp một bài như này xét 3 trường hợp. Trường hợp 1 x nhỏ hơn hoặc bằng 1. Rồi các bạn phá dấu giá trị tuyệt đối và khi giải ra nhớ so sánh lại với cái điều kiện x nhỏ hơn 1. À, tiếp đến trường hợp thứ hai là 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 2. Và khi đấy các bạn có thể phá dấu giá trị tuyệt đối vì nó là số âm. Thế nên các bạn đổi dấu một trong hai cái này. Tiếp theo các bạn xét trường hợp x lớn hơn 2. Rồi các bạn nói hai cái này là dương. Thì các bạn có thể phá dấu giá trị tuyệt đối để các bạn giải ra. Ở trong cái hệ thống ôn luyện Dũng lại lập trình trung học cơ sở, Dũng có rất là nhiều những cái bài tập liên quan đến dấu giá trị tuyệt đối để các bạn có thể luyện tập vẽ trục số, chia trường hợp và đảm bảo là các bạn trình bày những cái bài này một cách chính xác nhất và không bị trừ điểm. Kỹ năng tiếp theo liên quan đến căn bậc 2, đấy là các bạn phải thông thạo cách nhóm bình phương của một cái biểu thức thành một cái bình phương theo hằng đẳng thức a trừ b tất cả bình bằng a bình trừ 2ab cộng b bình. Mình sẽ lấy một ví dụ đầu tiên, đấy là 3 trừ 2 căn 2. Các bạn có thể nhóm thành 1 trừ căn 2 tất cả bình. Bây giờ mình sẽ ôn lại cái hằng đẳng thức này. Thứ nhất là để các bạn có cái hằng đẳng thức này thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn viết ra là a trừ b nhân a trừ b và để các bạn làm hai cái tích nhân với nhau thì cách các bạn làm đấy là các bạn lấy cái này nhân cái này rồi cái số này nhân số này, rồi cái số này, số, này. Rồi số này nhân số này rồi số này nhân số này. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ có hai cái này nhân nhau ra a bình. Rồi a với cái trừ b này ra trừ ab. Rồi tiếp theo có cái trừ b nhân với cái a thì ra trừ ba. và cái trừ b nhân với trừ b, hai dấu âm thì sẽ tạo nên một cái cộng b bình. Và cái này sẽ bằng a bình cộng b bình. Chỗ này là trừ 2ab. Đấy là cách các bạn nhân chéo một cái tích. Bây giờ mình sẽ kiểm chứng lại cái biểu thức đầu tiên. Đấy là 1 trừ căn 2 tất cả bình Thì các bạn nhẩm nhanh nhé 1 trừ căn 2 tất cả bình áp dụng theo cái công thức này Các bạn sẽ đầu tiên là lấy bình phương của mỗi cái Sau đó là trừ 2, hai cái nhân với nhau Thì ở đây các bạn có 1 bình phương cộng với cả 2 bình 1 bình phương cộng 2 Tại vì căn 2 bình phương là 2 Đó, 1 cộng 2 ra 3 Và tại vì đây là dấu trừ Thế nên các bạn có trừ 2AB Ở đây sẽ là trừ 2 nhân căn 2 Đó, trừ 2 nhân căn 2 chính là thằng này Vậy thì làm sao để các bạn có thể nhóm được những cái này từ về trái thành về phải thì mấu chốt ở đây là các bạn phải nhìn vào cái số 2. Cứ động đến số 2 là các bạn sẽ phải có cái cảm giác trong đầu đấy là có thể nó liên quan đến cái -2ab. Ví dụ như ở đây mình thấy có dấu -2 là mình sẽ cảm nhận ngay là chỗ này sẽ là -2 nhân căn 2 rồi nhân 1. Vậy nên hai cái số bình phương ở ngoài sẽ là cái 2 và cái 1. Bây giờ thử cùng mình nhẩm cái ví dụ thứ hai, đấy là 9 4 căn 5 thì như Dũng nói vừa nãy các bạn hãy nhìn vào những cái số chẵn thì số chẵn các bạn sẽ nghĩ ngay trong đầu là có thể tách ra làm hai vậy nên Dũng sẽ làm chậm đấy là các bạn sẽ tách cái trừ 4 căn 5 thành trừ 2 nhân 2 nhân căn 5 đó và các bạn thấy là cái trừ hai cái này thì một cái trừ 2 nó sẽ liên quan đến cái trừ 2 ở đây và những cái đằng sau sẽ là những cái AB và ở đây sẽ có là hai bình phương là bằng 4 và căn 5 bình phương là bằng 5 và tình cờ thay 4 cộng 5 cũng là bằng 9 luôn. Thế nên các bạn có thể nhóm cái này thành 4 trừ 2 nhân 2 nhân căn 5 cộng 5 và cái này bằng 2 trừ căn 5 tất cả bình. Cái lý do các bạn phải thông thạo cách nhóm bình phương đấy là ví dụ như đề bài nó nói là tính cái biểu thức này căn của 3 trừ 2 căn 2 thì các bạn phải biết nhóm thành bình phương thì mới lấy được căn của 1 trừ căn 2 tất cả bình và giờ lấy dấu giá trị tuyệt đối là bằng 1 trị tuyệt đối của 1 trừ căn 2 và bằng căn 2 trừ 1 tại vì căn 2 lớn hơn. Và nếu đề bài ở cái trường hợp thứ hai nó hỏi là căn của 9 trừ 4 căn 5 bằng bao nhiêu thì mình sẽ phải tách ra thành cái đống này. Lấy căn, sau đấy lấy dấu giá trị tuyệt đối là trị tuyệt đối của 2 trừ căn 5. Và các bạn thấy cái nào lớn hơn? Mình có thể bình phương lên, 2 bình phương bằng 4, căn 5 bình phương bằng 5, vậy nên là dấu là nhỏ hơn. Vậy nên cái này sẽ phải bằng căn 5 trừ 2. Tiếp tục sang ví dụ thứ ba, các bạn thấy chỗ này có trừ 4, Thế nên các bạn có thể nhóm thành là trừ 2 nhân 2 nhân căn 3. Nó mình cứ viết ra nháp như vậy. Và mình thử một trường hợp đấy là lấy cái 2 về cái căn 3 luôn. Thì 2 bình phương là bằng 4, 3 bình phương là bằng 3, 4 cộng 3 tình cờ bằng 7 luôn. Thế nên các bạn có thể nhóm thành là 4 rồi cộng 3 căn. Cái này trả lại cái này. Còn cái 4 cộng 3 là tách từ cái 7. Và cái này các bạn có thể nhóm thành căn bậc 2 của 2 trừ căn 3 tất cả bình phương. Và tại vì là 2 lớn hơn căn 3 Tại vì bình phương lên là 4 lớn hơn 3 Thế nên cái này sẽ bằng trị rối của 2 chữ căn 3 Bằng 2 chữ căn 3 Chỗ này phải thêm dấu căn nữa nhé Tiếp theo là những cái liên quan đến x Mà không phải là toàn là con số Thì cũng như cái như Dũng nói ở phần này Đấy là các bạn hãy quan tâm đến cái số chẵn Chỗ này khi mà các bạn thấy một phương trình bậc 2 Các bạn hãy quan tâm đến cái số chẵn của cái bậc 1 Đây là cái cảm nhận của mình cứ thấy trừ 2x là phải nảy số ngay trong đầu là liên quan đến x bình trừ 2x cộng 1. Và cái này có thể nhóm thành cái trừ 2x các bạn có thể nhóm thành trừ 2 nhân x nhân 1. Đây là x bình cộng 1. Thì theo cái công thức a trừ b tất cả bình. Đây là x bình. Đây là 1. Đây là x, đây là 1. Vậy nên cái này sẽ bằng x trừ 1 tất cả bình. Và cái đằng sau các bạn cũng có thể làm như vậy. Cái trừ 6 này các bạn có thể tách thành luôn luôn tách cái 2 ra là trừ 2 nhân 3 nhân x thì 3 này liên quan đến cái 9 này x này là x bình phương vậy nên cái này sẽ bằng x trừ 3 tất cả bình cũng theo cái logic vừa nãy đấy là các bạn thấy số 2 các bạn tách ra thì ở đây có căn 2 và x thì căn 2 sẽ ứng với cái thằng này bình phương còn x ở đây thì sẽ có x bình phương thế nên cái cuối cùng nó sẽ bằng x trừ căn 2 tất cả bình phương bây giờ mình làm đến ví dụ cuối cùng đấy là nhóm biểu thức 4 x bình trừ 2 căn 12 nhân x cộng 3 thì như Dũng nói vừa nãy các bạn hãy để ý đến cái số bậc 1 ở đây và các bạn để ý thấy số 2 luôn luôn số 2 phải tách ra trước thì ở đây các bạn sẽ tách ra thành là trừ 2 nhân căn của 12 nhân x thì các bạn nhận thấy ở đây là coi cái 12 này là một số và cái x này là một số thì cái x này sẽ phải tạo nên x bình và 12 bình phương là 12 nó không có khớp với cái 4x bình và cộng 3 Thế nên là các bạn phải làm sao để biến đổi hai cái thằng này Tức là thêm bớt nó Làm sao để nó khớp với những cái bên ngoài Chứ để nguyên như này là sẽ không được Vậy nên cái số căn 12 này các bạn có thể tách ra Thì các bạn thấy là 12 này có thể là 2 x 2 x 3 Đó tức là 2 x 2 là 4 4 x 3 là 12 Đó nhân x Đó cái căn 12 Dũng đã tách ra thành cái là 2 x 2 x 3 và trong đầu các bạn các bạn sẽ phải nhầm nhầm ví dụ như là ghép cái thằng hai này với cái thằng x thì có được hay không rồi là ví dụ ghép thằng hai với thằng 3 là căn 6 rồi ghép với thằng x thì có được hay không đó ví dụ như vậy hoặc là ghép cái thằng 3 này với cái thằng x tạo thành là 3 x bình thì có được không thì đấy là cái cách mình làm là mình thêm bớt cái này thêm bớt những cái ở bên này để tạo nên được cái hằng đẳng thức và tại vì ở đây có hai dữ kiện. Thứ nhất là các bạn thấy ở đây có là 3. Thế nên là Dũng thấy là phải có căn 3. Và chỗ này có 4x bình, thế nên chỗ này phải có 2x. Và tình cờ thay, đây chính là đáp án. Tại vì là căn 12, các bạn có thể tách ra làm 2 căn 3. Đó. 2 này sẽ là căn 4, căn 4 nhân căn 3 là căn 12. Vậy nên cách tách cái bài này, đấy là các bạn tách cái chỗ căn 12 thành 2 nhân 2x nhân căn 3 cộng 3 chỗ này là 2x tất cả bình nó 4x bình Dũng đã tách thành 2x tất cả bình cái 3 này vẫn giữ nguyên và cái 2 này vẫn giữ nguyên chỉ nguyên cái căn 12 Dũng tách thành 2 căn 3 và cái chỗ 2 căn 3 này Dũng sẽ lấy cái 2 cho cái x để tạo nên được 2x bình còn cái căn 3 này Dũng sẽ cho vào cái này và cuối cùng các bạn sẽ tạo nên được biểu thức 2x trừ căn 3 tất cả bình. Ở trên mạng có rất là nhiều người hướng dẫn các bạn cách làm sao để bấm máy tính những cái này. Bấm máy tính những cái này để hỗ trợ các bạn nhóm bình phương. Tuy nhiên là Dũng nghĩ là các bạn không nên học những cái phương pháp đấy. Mình học sử dụng máy tính để làm những cái bài toán khác. Dũng không nói là sử dụng máy tính là không tốt. Sử dụng máy tính rất là tốt. Tuy nhiên mình phải biết là cái lúc nào mình nên sử dụng lúc nào không. Những cái trường hợp như này là thường là mình sẽ không nên. Tại vì những cái số ở đây thường các bạn có thể nhầm được trong đầu Và khi các bạn không sử dụng máy tính Khi mà nhìn vào những cái biểu thức này Tại vì các bạn đã làm tay rất là nhiều lần rồi Các bạn quen Thì các bạn nhìn vào cái là các bạn nảy số ngay Có thể nhóm thành bình phương Cái kỹ năng đấy rất là quan trọng Khi mà các bạn làm những cái bài về chuyên toán Hay là làm những cái bài về bất đẳng thức Hay là giải phương trình Ví dụ như một bài giải phương trình mà các bạn thấy có cái trừ 6x khi mà Dũng thấy cái trừ 6x là Dũng liên tưởng ngay À lấy cái 9 ở chỗ nào đấy Về trái về phải rồi lấy cái x bình có thể nhóm thành x trừ 3 tất cả bình nghiệm trừ 3 nghiệm 3 ví dụ như vậy vậy nên cái bài cuối cùng này Dũng đánh giá là nó hơi khó hơn một tí nó yêu cầu bạn phải thêm bớt cái thằng căn 12 thêm bớt nó vào x thêm bớt nó vào nó để tạo được cái 4x bình và cái 3 cũng như là ví dụ như cái bài này ví dụ thứ hai chẳng hạn các bạn thấy là chỗ này có 4 căn 5 và Dũng tách thành 2 nhân 2 nhân căn 5 thì đấy là một trường hợp nhưng mà ví dụ nhé đề bài nó muốn là cái hai này tách thành căn 2 nhân căn 2 và cái căn 2 này nó nhân với căn 5 để nó tạo thành căn 10. Vậy thì đề bài nó có thể đổi thành là hãy nhóm cái biểu thức 12 trừ 4 căn 5. Khi mà gặp bài này các bạn sẽ lấy cái trừ 4 căn 5 này các bạn tách thành trừ 2 nhân 2 nhân căn 5 vẫn là 12. Rồi các bạn tách thành là trừ 2. Cái 2 các bạn sẽ tách thành căn 2 nhân căn 2 và một cái căn 2 các bạn sẽ cho vào cái căn 5 tạo thành căn 10 và nó sẽ tạo thành là nhân căn 2 nhân căn 10. Chỗ này là 2 và chỗ này là cộng 10 để trả lại cái 2 cộng 10 là 12 và cái này sẽ bằng căn 2 trừ căn 10 tất cả bình. Đó vậy nên cái điều Dũng muốn nói ở đây đấy là không phải lúc nào các bạn nhìn thấy cái này các bạn cũng lấy số 2 ra bên ngoài rồi còn lại là 2 nhân căn 5 không phải lúc nào cái 2 này và cái căn 5 này nó cũng tạo thành được một cái bình phương mà đôi khi các bạn phải biến đổi một chút ví dụ như cái hai này dũng đã biến đổi nó thành căn 2 nhân căn 2 và một cái căn 2 cho vào cái căn 5 để tạo thành căn 10 thì lúc đấy mình mới nhóm được thành cái bình phương tiếp theo dũng muốn hướng dẫn các bạn một số những cái dạng bài giải phương trình liên quan đến căn bậc 2 tuy nhiên trước khi dũng đưa ra một số ví dụ thì như lúc nãy dũng đã nói là khi làm những bài giải phương trình các bạn cần phải dùng dấu suy ra đầu tiên là các bạn đặt điều kiện khi mà nhìn thấy phương trình sau đấy các bạn dùng dấu suy ra suy ra suy ra để tìm ra x sau đấy so sánh lại x với cái điều kiện để loại đi những trường hợp không thỏa mãn điều kiện. Đây là lý do vì sao các bạn không được dùng dấu suy ra. Ví dụ như các bạn có một phương trình là x bằng căn bậc 2 của a chẳng hạn. Rồi các bạn ghi suy ra x bình bằng a, có nghĩa là bạn bình phương hai vế lên. Thì chỗ này các bạn dùng dấu suy ra là đúng. Tuy nhiên nếu các bạn dùng dấu tương đương thì lại là sai. Lý do tại vì ở cái vế phải này, nếu mà x bằng trừ 3, như các bạn thấy là nó vẫn có thể đúng. Trừ 3 bình phương lên bằng 9 và a có thể bằng 9. Tuy nhiên với x bằng 3 thì Vế phải này đúng Tuy nhiên chuyển sang cái vế trái thì sai Tại vì trừ 3 không thể nào bằng căn 9 được Vậy nên ở đây để giải cái bài toán này Thì các bạn phải Chỗ này suy luận ra là x lớn hơn 0 Và các bạn phải ghi là x bằng căn A Rồi suy ra x bình bằng A Và chỗ này nếu các bạn có điều kiện X lớn hơn bằng 0 Hoặc nếu các bạn dùng dấu tương đương Thì các bạn phải ghi là x bằng căn A Tương đương x bình bằng A Và x lớn hơn hoặc bằng 0 đó. Vậy nên khi mà dùng dấu tương đương thì mình cũng cần phải lưu ý một số những trường hợp. Bây giờ Dũng sẽ đưa ra sang một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ 2. Nếu như các bạn có phương trình, đề bài nó nói là giải phương trình x trên x 1 bằng 2 trên x 1. Nếu như chỗ này các bạn dùng dấu tương đương x bằng 2 thì về bản chất chỗ này sai. Cái dấu tương đương này không đúng. Cái phương trình ở bên phải này xác định với mọi x. Tuy nhiên là nếu mà x bằng 1 thì cái vế bên trái này không xác định thế nên về bản chất mình không thể dùng dấu tương đương được mà nếu các bạn dùng muốn dùng dấu tương đương thì các bạn phải ghi tương đương x bằng 2 và x khác 1 vậy nên điều Dũng muốn nói ở đây là khi gặp các bài giải phương trình đầu tiên các bạn đặt điều kiện cho x ví dụ ở đây điều kiện là x khác 1 rồi các bạn dùng dấu suy ra chứ không dùng dấu tương đương sau đấy ví dụ tính ra x bằng 2 các bạn ghi mở ngoặc thỏa mãn điều kiện sau đấy bạn kết luận Dũng đưa ra một ví dụ số 3 cũng liên quan đến dấu tương đương. Ví dụ 3, giải phương trình x bình chia x 1 bằng 2 x trên x 1 cộng 1. Chỗ này nếu các bạn giải theo cách mà dụng hướng dẫn thì các bạn phải ghi điều kiện x khác 1. Tuy nhiên nếu các bạn cứ dùng cái dấu tương đương mà không để ý thì các bạn sẽ dẫn đến một số những trường hợp sai như sau. Đầu tiên là x bình chia x 1 này. Cái vế phải các bạn sẽ quy đồng lên. Chỗ này là x 1, thế nên cái 1 này các bạn có thể biến thành x-1 chia x-1 Và các bạn cộng cái x-1 này Về cái 2-x Thì cái x-x với cái cộng x mất đi Còn 2-1 là còn 1 Vậy nên chỗ này bằng 1 chia x-1 Nếu chỗ này các bạn dùng dấu là tương đương Tương đương x bình bằng 1 Tức là bạn khử đi cái mẫu số x-1 Thì về bản chất Cái dấu tương đương này sai Tại vì lúc này thì x bình bằng 1 Có thể có nghiệm là x bằng 1 Hoặc x bằng 1 Tuy nhiên với cái x bằng 1 thì cái chỗ này biểu thức không có nghĩa tại vì không có phép chia cho không. Vậy nên về bản chất cái dấu tương đương này là sai. Nếu như các bạn muốn dùng dấu tương đương thì chỗ này các bạn phải ghi là và x khác 1. Tuy nhiên theo cách làm bình thường của Dũng thì Dũng sẽ không làm như này. Theo như cách Dũng làm để đảm bảo là trình bày chính xác thì đầu tiên các bạn cứ đặt điều kiện x khác 1. Sau đấy các bạn dùng những cái dấu suy ra suy ra. Khi gặp những cái phân số kể cả là bất phương trình hay là một cái phương trình bất phương trình là ví dụ như chỗ này thay vì bằng thì nó ghi là lớn hơn thì khi gặp những phân số dũng sẽ chuyển về và dũng sẽ quy đồng để dũng có thể đảm bảo được cả phần tử số và mẫu số mình có thể xét được là số âm hay số dương bây giờ mình sẽ sang một số dạng bài giải phương trình khác ví dụ bạn có x bằng căn 4 thì bạn có thể suy ra x bằng 2 tại vì chỗ này là căn bậc 2 số học thì suy ra x chỉ lấy cái phần dương ví dụ số 2 bạn có một phương trình là x 1 tất cả bình bằng 9 thì chỗ này bạn suy ra là bạn lấy căn của hai vế thì căn của vế trái sẽ là căn của một cái bình phương thì như lúc nãy mình có công thức là căn của a bình bằng giá trị tuyệt đối của a. Thế nên khi các bạn lấy căn của hai vế các bạn có thể chuyển vế trái thành trị đối của x 1, còn vế phải là căn bậc 2 của 9 bằng 3. Và khi các bạn thấy một dấu giá trị tuyệt đối thì như Dũng nói ở phần số 5 là các bạn hãy chia trường hợp thì chỗ này các bạn có hai trường hợp. Trường hợp 1, x lớn hơn hoặc bằng một lúc này suy ra x 1 lớn hơn 0. lớn hơn bằng 0. và các bạn có thể suy ra trị tuyệt đối của x 1 bằng x 1 và các bạn có thể suy ra x 1 bằng 3 và suy ra x bằng 4 sau đấy so sánh lại với cái điều kiện ghi thỏa mãn điều kiện và trường hợp 2 là x nhỏ hơn 1 thì chỗ này bạn phải ghi lại là suy ra x 1 nhỏ hơn không và suy ra giá trị tuyệt đối của x 1 sẽ bằng 1 chữ x và suy ra 1 chữ x bằng 3 và chuyển về đổi dấu x bằng chữ 2 sau đấy các bạn so sánh lại với cái điều kiện Chỗ này điều kiện là x nhỏ hơn 1 x bằng 2 sẽ thỏa mãn điều kiện đấy Vậy nên các bạn ghi thỏa mãn điều kiện Cuối cùng các bạn kết luận Luôn luôn phải có một dòng kết luận Chỗ này các bạn có thể ghi, trình bày một số cách như sau Mình có hai nghiệm là x bằng 4 Và x bằng 2 Thì các bạn một là có thể ghi x bằng 4 Và x bằng 2 Đây là cách ghi thứ nhất Cách ghi thứ hai là các bạn có thể ghi kết luận x bằng 4 và x bằng 2. Đây là cái ký hiệu và. Cách thứ ba là bạn có thể ghi là kết luận x bằng 4, x bằng 2 bằng 4, x bằng 2 hoặc là các bạn ghi là x bằng 4, 2 cũng được. Hoặc một cách ghi thứ ba là các bạn ghi x bằng một cái tập hợp gồm hai phần tử là 4 và trừ 2. Sorry, chỗ này phải trừ 2. Chỗ này là mình dấu chấm phẩy 4 chấm phẩy trừ 2 hoặc các bạn dùng dấu phẩy cũng không sao Ví dụ thứ ba, giải phương trình căn của 2 trừ x cộng căn của x 2 bằng 1. Khi mà gặp một bài giải phương trình thì đầu tiên các bạn sẽ đặt điều kiện. Ở đây các bạn có thấy hai cái căn, thế nên mình có hai cái điều kiện là x 2 lớn bằng 0 và 2 x và x 2 lớn bằng 0. Thì đặc điểm ở đây là cái đầu tiên các bạn suy ra x lớn bằng 2 và cái thứ hai các bạn suy ra x nhỏ bằng 2. Vậy nên khi các bạn gộp hai cái điều kiện vào thì x chỉ có thể bằng 2 thôi. Vậy nên hai cái này suy ra x bằng 2. Và các bạn có thể trình bày là thay x bằng 2 vào phương trình ta thấy không thỏa mãn, vậy nên phương trình vô nghiệm. Vậy là bài này chỉ cần dựa vào mỗi cái điều kiện để mình có thể tìm ra được x. Một ví dụ tiếp theo, giải phương trình căn của x bình trừ 2x cộng 5 cộng căn của 2x bình trừ 4x cộng 27 bằng 6 cộng 2x trừ x bình. Khi gặp một cái bài này thì điều đầu tiên là mình sẽ đặt điều kiện trước là mấy cái bên trong này phải lớn hơn hoặc bằng 0. Và một cái điểm thứ hai các bạn có thể nhìn vào đấy là bên trái là hai cái căn Thế nên cái vế phải phải lớn hơn bằng 0. Và như Dũng nhìn thấy thì chỗ này có dấu trừ x bình. Đây là một cái phương trình bậc 2 mà cái hệ số x bình là dấu trừ. Thế nên là nếu mà có cái này lớn hơn bằng 0 thì có lẽ mình sẽ tìm được một vài những cái điều kiện liên quan đến x. Và một điểm nữa Dũng nhìn thấy đấy là chỗ này các bạn thấy là trừ 2x này, trừ 4x. Rồi là đây là một cái phương trình bậc 2. Cứ thấy một cái phương trình bậc 2 mà cái hệ số ở chỗ này là cái hệ số chẵn ấy, thì thường Dũng sẽ nảy số ngay trong đầu là mình có thể nhóm thành một cái bình phương theo công thức là a trừ b tất cả bình bằng a bình trừ 2 ab cộng b bình vậy nên bây giờ mình sẽ nhóm cái này thành bình phương chỗ này mình thấy trừ 2x thế nên các bạn có thể phân tích nó thành trừ 2 nhân x nhân 1 và cái x này sẽ có một cái x bình ở đây và có một cái cộng 1 vậy nên cái đầu tiên các bạn có thể suy ra được là x trừ 1 tất cả bình cộng 4 đây là lý do vì sao mà các bạn nên học cách nhóm bình phương bằng tay thay vì mình sử dụng máy tính cầm tay Tại vì khi mà Dũng nhóm quen thì chỉ cần nhìn thấy x bình trừ 2x Mình sẽ nhận ra ngay là nếu mà cộng 1 Thì sẽ tạo thành được một cái nhóm bình phương x trừ 1 tất cả bình Sang cái phương trình bậc 2 tiếp theo Thì các bạn thấy ở đây cũng có trừ 4x Tuy nhiên hệ số ở đây là 2x Thế nên bạn có thể nhóm 2 ra ngoài Và trong này là x bình trừ 2x Cái phần tiếp theo mình sẽ để ý sau Và mình sẽ cho nó vào một cái cộng 1 Và chỗ này cộng 1 Nhân 2 là cộng 2 Chỗ này có 27 Thế nên mình còn lại cộng 25 Vậy nên cái căn số 2 mình có thể nhóm thành là x 1 tất cả bình 2 nhân x 1 tất cả bình cộng 25 Cái phía bên phải các bạn cũng có thể nhóm thành một cái bình phương được Chỗ này là trừ x bình, chỗ này cộng 2x Thì các bạn có thể nhóm thành một cái là trừ x 1 tất cả bình Mình sẽ nhầm nhanh X 1 tất cả bình là x bình chữ 2x cộng 1 Vậy nên khi các bạn có dấu trừ Thì các bạn sẽ được một cái trừ x bình này Mất trừ x bình Chỗ này sẽ được cộng 2x Cộng 2 có ở đây Chỗ này cộng 1 sẽ biến thành chữ 1 đó, vậy nên chỗ này mình phải trả lại là cộng 7 để ra 6. Vậy nên chỗ này là cộng 7. Và tiếp theo các bạn có thể nhìn vào một cái đặc điểm sau đây. Đây là cái mà mình sẽ phải nhận ra. Đây là một cái bình phương. Vậy nên một cái bình phương thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy nên cộng 4 sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Vậy nên cái căn đầu tiên nó sẽ lớn hơn hoặc bằng căn 4 là lớn hơn hoặc bằng 2. Dấu bằng xảy ra khi x bằng 1. Cái căn tiếp theo các bạn thấy x 1 tất cả bình luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy nên cộng 25 sẽ lớn hơn hoặc bằng 25 và căn ra cái này sẽ lớn hơn hoặc bằng 5. Dấu bằng xảy ra khi x bằng 1 ở cái x 1 tất cả bình. Cái bên này thì mình có một cái bình phương, tuy nhiên dấu là nó là dấu âm. Thế nên cái này sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 0 và cộng 7 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 7. Dấu bằng xảy ra khi x bằng 1. Vậy nên nhìn vào ba cái điều kiện này, cái vế trái lớn hơn hoặc bằng 2 cộng 5 là lớn hơn hoặc bằng 7. Vế phải nhỏ hơn hoặc bằng 7 đây là một cách làm giải phương trình bằng bất đẳng thức và khớp dấu bằng. Và sau khi các bạn suy ra được là về trái luôn lớn hơn bằng 7 mà về phải lại nhỏ hơn bằng 7. Vậy nên dấu bằng phải xảy ra và kết luận là x bằng 1 là nghiệm. Sau đấy mình phải nhìn lại về cái điều kiện là cái bên trong căn phải luôn luôn lớn hơn bằng 0. Cái này thì luôn đúng tại vì nó là những cái bình phương. Thế nên khi trình bày bài này các bạn không cần phải đặt điều kiện. Một bài giải phương trình tiếp theo, 1/2 của x cộng y cộng z bằng căn x cộng căn của y 1 cộng căn của z 2. Điều đầu tiên khi thấy một cái bài giải phương trình thì các bạn ghi điều kiện. Ở đây mình có ba cái điều kiện là x lớn hơn bằng 0, y 1 phải lớn hơn bằng 0 và z 2 lớn bằng 0. Các bạn để nguyên là x y 1 z 2 cũng được. Hoặc các bạn muốn đổi thành là y lớn hơn bằng 1 và chỗ này các bạn muốn viết thành z lớn hơn bằng 2 thì cũng được không sao. Cách giải của bài này là các bạn phải nhóm thành bình phương. Đầu tiên các bạn nhân 2 hai vế thì khi các bạn nhân hai hai vế chỗ này sẽ được là x cộng y cộng z và vế phải sẽ biến thành hai căn x cộng hai căn của y trừ một cộng hai căn z trừ hai và các bạn sẽ chuyển vế ví dụ hai căn x chuyển sang vế trái mình sẽ có được là x trừ hai căn x rồi tiếp đến mình nhóm y với cái thằng y là y trừ hai căn của y trừ một và mình nhóm z với thằng z z trừ hai căn z trừ hai bằng không bây giờ mình sẽ nhóm thành bình phương sử dụng cái hằng đẳng thức là a trừ b tất cả bình ở đây các bạn thấy là có x Chỗ này có trừ 2 nhân căn x Thì các bạn nhìn thấy cái số chẵn ở đây Mình sẽ liên tưởng nó thành là trừ 2 nhân căn x nhân 1 Và cái căn x này bình phương lên Đây là căn x bình phương Nó chính là thằng x Chỗ này có thằng 1 Vậy nên trong nháp các bạn có thể nhầm nhầm là chỗ này phải cộng 1 này Để tạo thành một cái bình phương này Chỗ này là trừ 2 nhân căn của y trừ 1 Vậy nên mình sẽ có được là 2 nhân căn y trừ 1 nhân 1 Và mình sẽ phải cộng 1 ở đây và chỗ này phải có trừ 1 ở đây thì mới tạo nên cái căn của y trừ 1 tất cả bình vậy nên trừ 1 với cộng 1 thì cũng hết luôn thế nên thằng này không có nhớ nhức gì cả tiếp đến sang thằng z trừ 2 thì các bạn nhầm là chỗ này là trừ 2 nhân căn của z trừ 2 nhân 1 và vậy nên mình phải có một cái z trừ 2 ở đây và cuối cùng phải cộng 1 vậy nên chung quy lại mình có cộng 1 và trừ 2 vậy nên chỗ này phải trừ 1 vậy nên tổng quan lại các bạn có thể nhóm thành bình phương và cộng 1 với trừ 1 khử đi và cuối cùng mình được tổng của ba cái bình phương bằng 0 mà vì mỗi cái bình phương lớn hơn bằng 0 thế nên dấu bằng nó phải xảy ra. Chỗ này cũng trình bày chưa chuẩn tại vì đây là nháp. Tuy nhiên các bạn không thể nào ghi hẳn một cái phương trình như này. Các bạn không thể nào mỗi dòng các bạn ghi một cái phương trình, người ta sẽ không hiểu vì sao mà các bạn phải dùng dấu suy ra. Suy ra. Đó, đầu tiên các bạn chép lại cái đề bài, ghi điều kiện trong ngoặc, sau đấy dùng dấu suy ra suy ra. Không có dấu suy ra này là lỗi trình bày. Chỗ này suy ra căn x trừ 1 tất cả bình cộng chỗ này là căn y trừ 1 trừ 1 tất cả bình và cuối cùng là căn của z trừ 2 trừ 1 tất cả bình và các bạn lập luận là cái đây là một cái bình phương thế nên cái này luôn luôn lớn hơn bằng 0 dấu bằng xảy ra khi x bằng 0 chỗ này là một cái bình phương luôn luôn lớn hơn bằng 0 dấu bằng xảy ra khi căn của y trừ 1 bằng 1 vậy nên suy ra y bằng 2 và cuối cùng dấu bằng ở đây căn của z trừ 2 phải bằng 1 Thế nên Z phải bằng 3 Vậy nên nghiệm của bài này là X bằng 1, Y bằng 2, Z bằng 3 Mở ngoặc, thỏa mãn điều kiện Với những kiến thức mà Dũng hướng dẫn các bạn về căn bậc 2 Bây giờ các bạn có thể giải được bài đầu tiên trong đề thi toán vào 10 của thành phố Hà Nội Đấy luôn luôn là một bài rút gọn biểu thức Đây là bài số 1 rút gọn biểu thức của đề thi chính thức toán vào 10 thành phố Hà Nội năm 2023 Khi nói đến một bài rút gọn biểu thức thì có 3 thứ các bạn cần nắm rõ Thứ nhất là các bạn cần biết nhân liên hợp để phá căn ở mẫu số Ví dụ như các bạn thấy ở đây là có căn của x chữ 1 thì các bạn phải biết nhân với liên hợp bằng cách là nhân cả tử cả mẫu với căn của x cộng 1 thì các bạn phải biết được là cái mẫu số là căn của x chữ 1 và mình sẽ dùng cái hàng đẳng thức là căn x chữ 1 nhân căn x cộng 1 bằng x chữ 1 Cái này gọi là nhân liên hợp Các bạn nhân cả tử cả mẫu với cả căn của x cộng 1 để phá căn ở mẫu số Cái thứ hai các bạn cần nắm rõ đấy là quy đồng Ví dụ như các bạn có A trên B cộng C trên D thì các bạn cần viết quy đồng bằng AD cộng BC chia BD. Cách các bạn làm đấy là các bạn lấy số này nhân số này nhân chéo cộng với cả hai cái này nhân với nhau. Còn mẫu số là hai cái bên dưới nhân với nhau. Và cuối cùng là biết cách đặt điều kiện và khi được tìm ra x rồi thì so sánh lại với điều kiện. Bây giờ Dũng sẽ hướng dẫn các bạn cách trình bày bài này để không bị mất điểm. Câu số 1 là tính giá trị của biểu thức A khi x bằng 9. Ở đây A bằng căn của x cộng 2 chia căn x. Khi mà các bạn trình bày một cái bài toán thì cách tốt nhất là các bạn cứ thêm những cái chữ như kiểu là thì là mà chứ mình không dùng có quá nhiều ký hiệu. Sau này khi các bạn nhìn vào những cái đề thi học sinh giỏi thành phố hay là những cái đề thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế, nhìn vào cái lời giải của nó thì cái lời giải của nó luôn luôn có rất là nhiều các cái suy luận bằng chữ chứ nó không có lạm dụng các cái ký hiệu để cứ suốt ngày ghi suy ra suy ra suy ra mà người ta dùng chữ khi mà ta có vậy thì vì cái này vì cái kia suy ra cái này cái kia. Câu số 1 các bạn trình bày như sau Khi x bằng 9 Đó, bây giờ là một cái đầu tiên Các bạn nhìn vào ở đây Luôn luôn phải đặt điều kiện và so sánh lại với điều kiện Thế nên khi x bằng 9 Mở hoặc thỏa mãn điều kiện Tốt nhất các bạn không nên viết tắt Thì căn x bằng 9 Bằng căn 9 bằng 3 Rồi các bạn trình bày như sau Thay vào biểu thức A ta có A bằng Rồi các bạn chép lại với cái đề bài Chép lại biểu thức là x cộng 2 chia căn x Và bằng 9 cộng 2 chia 3 bằng 11 phần 3. Có một số lưu ý vì cách trình bày như sau. Thứ nhất là những cái dấu phân số này thì các bạn nên dùng thước kẻ, chứ các bạn đừng dùng tay như Dũng. Thứ hai là khi các bạn trình bày các bạn để ý này, cái dấu phân số này nó sẽ cắt giữa dấu bằng và các cái dấu phân số này nó phải cùng hàng với nhau. Tiếp đến một cái nhiều bạn hay sai đấy là khi các bạn chép lại cái đề bài biểu thức A xuống dưới này thì thường là rất là dễ bị chép nhầm. Và cuối cùng khi các bạn tính ra được một cái biểu thức thì các bạn phải tối giản nó. Ở đây 11 chia 3 đã là tối giản rồi. Và các bạn không được viết là ví dụ 11,333. Nó không được viết như này. Chỉ viết về dạng phân số tối giản thôi. Hoặc là nếu mà nó chia ra mà nó được ví dụ như là 1,75 thì lúc này các bạn mới được viết là 1,75. Tuy nhiên nếu mà cái số đằng sau phần thập phân nó vô hạn thì các bạn không được viết, không được tự làm tròn. Để kiểm tra xem một cái phân số đã tối giản chưa thì các bạn chỉ cần bấm 11/3 vào máy tính. Nó mà trả lại là 11/3 thì nó đã tối giản rồi. Còn ví dụ như các bạn bấm 6 phần 4 vào máy tính Máy tính sẽ tự động trả lại là 3 phần 2 Thì các bạn biết là phải tối giản phân số đấy Cuối cùng các bạn phải có một dòng kết luận Với x bằng 9 thì A bằng 11 phần 3 Chuyển sang câu số 2 là chứng minh B bằng 2 căn x chia căn của x cộng 1 Câu này không liên quan gì đến biểu thức A cả Mà đề bài chỉ yêu cầu bạn rút gọn biểu thức B Để trình bày câu số 2 các bạn ghi như sau Các bạn ghi B bằng rồi các bạn chép lại cái biểu thức của đề bài để rút gọn biểu thức này thì các bạn cần biết nhân liên hợp cái biểu thức đầu tiên để phá căn ở mẫu số. Chỗ này là x 1, chỗ này là căn x 1 thì các bạn phải nhân cả tử cả số của cái biểu thức phân số đầu tiên với căn của x cộng 1. Và các bạn trình bày bằng cách ghi dấu bằng ở dưới. Các bạn làm từng bước một trong một cái bài toán rút gọn biểu thức nhân cả tử cả mẫu với căn x cộng 1. Đó mình không làm tắt và mẫu số các bạn ghi lại là căn x 1 nhân căn x cộng 1. Rồi mình chép lại cái biểu thức số 2 là 3 trừ căn x chia x trừ 1 Thì để nhân cái này các bạn sẽ lấy thằng đầu tiên nhân thằng đầu tiên Rồi thằng đầu tiên nhân với thằng thứ hai Rồi thằng này nhân thằng này Rồi cái trừ 3 này nhân với cái cộng 1 Vậy nên đầu tiên mình có 2 căn x nhân căn x thì sẽ được là 2x Chỗ này có trừ 3 nhân căn x thì dụng sẽ làm từng bước 1 mà không viết tắt Thế nên dụng sẽ ghi trừ 3 căn x Tiếp đến mình có 2 căn x nhân cộng 1 Thế nên có cộng 2 căn x và cuối cùng mình có trừ 3 nhân cộng 1 sẽ là trừ 3. Cuối cùng mẫu số các bạn có thể nhân ra thành x trừ 1. Lưu ý, cái dấu phân số này các bạn phải kéo dài sao cho nó hết cái tử số. Và cái x trừ 1 này thì tốt nhất là viết ở giữa cái dấu phân số này. Chứ không nên viết ở cái phần đầu hoặc là phần ở đằng sau. Mà mình nên viết phần chính giữa. Cái phân số này nên kéo dài hết. Và chỗ này mình chép lại là 3 trừ căn x chia x trừ 1. Và bước tiếp theo Dũng sẽ cộng hai cái phân số này. Tại vì là cái mẫu số của nó giống nhau rồi, đều là x 1. Thế nên mình không cần phải quy đồng lên nữa. Mà Dũng sẽ ghi là bằng, rồi Dũng chép lại cả cái phần bên trên. Cộng 2 căn x 3, rồi Dũng ghi luôn là cộng 3 trừ căn x. Chỗ này Dũng không muốn cộng hai thằng này với nhau, tại vì nếu mà như vậy khác nào mình làm hai bước. Mình vừa cộng hai thằng này với nhau, mình vừa cộng cả hai cái phân số này với nhau. Thì đấy là hai bước. Tuy nhiên nếu mình trình bày kiểu này, thì đơn giản là mình làm một bước mà thôi. Và trong cái đáp án của bộ giáo dục, đây cũng là cái cách mà họ trình bày. Tuy nhiên đây là một cái bước rất nhỏ Nếu các bạn có làm cộng hai này trước Hoặc các bạn có làm tắt luôn Thì Dũng nghĩ là cũng sẽ không bị trừ điểm đâu Và cuối cùng các bạn tính toán ra Chỗ này là trừ 3 căn x Chỗ này là cộng 2 Thế nên là trừ 1 Rồi chỗ này trừ 1 nữa là trừ 2 Vậy nên có trừ 2 căn x Tiếp đến sang thẳng x Mình có ở đây là 2x Thế nên ghi lại 2x Và phần hệ số tự do là trừ 3 và cộng 3 Là hết luôn Thế nên tử số chỉ còn là 2x trừ 2 căn x Mẫu số là x trừ 1 Chỗ này các bạn nhận ra là các bạn có thể rút 2 ra và nó sẽ còn lại là x trừ căn x và mình lại rút ra căn x được thêm thì chỗ này rút ra căn x thì nó sẽ còn căn x trừ 1 và sẽ rút gọn được thêm phần mẫu số ở chỗ này các bạn nhìn thấy là cái thằng còn lại nó rất là bé thế nên các bạn thường là sẽ hay ghi các cái dấu bằng ở đây tuy nhiên dũng nghĩ là các bạn cũng nên tránh cái trường hợp này mà các bạn ghi các cái dấu bằng tiếp theo ví dụ dấu bằng ở đây dấu bằng ở đây đó khi các bạn trình bày vào giấy thi thì số lượng giấy thi là vô hạn thế nên mình không cần phải làm cho bớt tốn giấy làm gì chỗ này đang đồng bộ mỗi một bước mình ghi một dòng thì không có lý do gì mình phải ghi các cái dấu bằng ở đây cả và trước khi làm tiếp thì các bạn nhìn thấy là Dũng đã thiếu một bước đấy là ghi mở ngoặc điều kiện ở đây mặc dù đầy bài nó đã có được cái điều kiện rồi tuy nhiên mình vẫn phải ghi lại khi mình rút gọn biểu thức x lớn hơn không phải x khác một đây là điều kiện của biểu thức b chứ không phải là điều kiện của cả a và b đây chỉ đơn thuần là điều kiện của thằng b mà thôi cái lý do mình cần ghi cái điều kiện Tại vì là tí nữa Giả sử như cái mẫu số có căn x 1 Mà các bạn khử đi cái căn x 1 Vì sau khi quy đồng hay nhân chéo gì đấy Thì cái căn x 1 ở mẫu số hoàn toàn biến mất Vậy nên khi mà các bạn cứ ghi dấu bằng, dấu bằng, dấu bằng Thì nếu mà không có điều kiện Thực chất nó không bằng nhau Tại vì nó mất đi cái mẫu số căn x 1 rồi Và trong cái bài toán này Bây giờ nếu mình làm tiếp Mình có thể chứng minh được cái luận điểm mình vừa nói Chỗ này mình ghi bằng Các bạn rút hai ra ngoài x trừ căn x chia x 1 và bây giờ các bạn có thể rút căn x ở thằng ở trên trong ngoặc sẽ còn là căn x 1 và cái mẫu số lúc đầu là mình nhân liên hợp còn bây giờ mình phải dùng cái hàng đẳng thức là a bình trừ b bình ở đây x các bạn biến thành căn x tất cả bình trừ một bình phương và chỗ này các bạn có thể làm tắt được ghi luôn là căn x 1 nhân căn x cộng 1 và bây giờ các bạn có thể khử cái căn x 1 này với cái căn x 1 này các bạn ghi bằng hai căn x chia căn x cộng 1 đó, đây là cái lý do vì sao mà mình cần phải đặt cái điều kiện x lớn hơn 0 và x khác 1. Nếu mình không có điều kiện x khác 1 thì thực ra cái biểu thức B đầu tiên này nó không có bằng cái biểu thức này, tại vì cái biểu thức cuối cùng này x bằng 1 vẫn có nghĩa. Tuy nhiên với cái biểu thức B đầu tiên thì x bằng 1 không có nghĩa. Vậy nên nếu các bạn thiếu cái điều kiện ở đây là các bạn sẽ bị trừ điểm. Và cuối cùng, đề bài bài này nó không hỏi là bạn rút gọn biểu thức mà đề bài của bài này là chứng minh b bằng 2 căn x chia căn x cộng 1. Thế nên cuối cùng khi mà các bạn tính ra được là b bằng 2 căn x chia căn x cộng 1 rồi các bạn phải ghi mở ngoặc điều phải chứng minh. Tốt nhất là mình không nên viết tắt. Hoặc nếu bạn nào muốn trình bày một cách chuẩn chỉ hơn thì các bạn không ghi mở ngoặc điều phải chứng minh ở đây mà các bạn thêm một dòng kết luận. Vậy b bằng 2 căn x chia căn x cộng 1 mở ngoặc điều phải chứng minh. Bây giờ Dũng chuyển sang làm câu tiếp theo là câu số 3. Các bạn nhìn thấy ở đây đề bài nó nói là tìm tất cả các giá trị của x để a nhân b bằng 4 thì điều đầu tiên các bạn phải nhớ ngay trong đầu đấy là mình đã có được cái điều kiện x lớn hơn 0 và x khác 1 rồi. Thế nên khi các bạn giải cái phương trình này luôn luôn phải check lại về cái điều kiện x lớn hơn 0 và x khác 1. Điều tiếp theo là tại vì câu số 2 nó yêu cầu bạn chứng minh b bằng cái biểu thức này. Vậy nên khi các bạn làm bài trong kỳ thi mà các bạn không chứng minh được b bằng cái này vì một lý do gì đấy thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái nó đòi chứng minh ở câu b và các bạn trực tiếp sử dụng nó ở trong câu tiếp theo. Và nếu mà câu số 2 nó yêu cầu chứng minh mà bạn không chứng minh được, nhưng mà bạn áp dụng cái mà nó yêu cầu bạn chứng minh để làm câu số 3 mà câu số 3 các bạn làm đúng thì các bạn hoàn toàn vẫn được điểm tối đa cho câu số 3. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trình bày nó. Các bạn ghi ta có a nhân b bằng và bây giờ các bạn chép lại biểu thức a là x cộng 2 chia căn x và biểu thức b là 2 căn x chia căn x cộng 1. Các bạn nhớ phải ghi mở ngoặc điều kiện x lớn hơn 0, phải x khác 1 Chỗ này điều kiện mình viết tắt Tuy nhiên các bạn không nên viết tắt Và đôi khi có nhiều thầy cô giáo Hoặc là đáp án Nó ghi là điều kiện xác định DKXD cũng không sao Hoặc nó ghi là tập xác định cũng không sao Những cái từ đấy đều chính xác cả Tiếp đến các bạn nhìn thấy chỗ căn x này Mình có thể khử cái căn x này đi Và như một cái video trước Dũng nói là Các bạn có thể dùng một cái bút chì Kẻ mờ mờ cái chỗ này Để đánh dấu là mình khử hai thằng này đi Tuy nhiên Dũng nghĩ là các bạn không nên làm như vậy Lý do là tại vì mình không cần phải làm nó Và lý do thứ hai là khi mình làm nó thì có một cái rủi ro là nhiều thầy cô giáo có thể bắt bẻ các bạn là các bạn dùng cái bút đấy vạch cái này đi nó quá đậm thế nên người ta nghĩ là các bạn đang gạch nó đi chứ không phải là các bạn đang khử hai cái thế nên tốt nhất là mình không nên động đến nó không nên ghi những cái nét này kể cả là mình ghi mờ hay ghi đậm tốt nhất không ghi luôn bây giờ các bạn nhìn thấy là căn x khử với căn x tuy nhiên cái số 2 này vẫn còn 2 nhân x cộng 2 chia căn x cộng 1 các bạn nhớ những cái dấu phân số này Dũng viết tay nhưng mà các bạn phải dùng thước kẻ khi đi thi Và cái dấu phân số này nó phải cắt chính giữa cái dấu bằng Và các bạn trình bày tiếp để A nhân B bằng 4 Thì rồi chép lại là 2 nhân x cộng 2 chia căn của x cộng 1 bằng 4 Rồi bây giờ các bạn có thể nhân chéo lên Suy ra x cộng 2 bằng 2 nhân căn x cộng 1 Và các bạn chuyển vế đổi dấu Thì các bạn có thể suy ra x trừ 2 căn x bằng 0 Tại vì số 2 này khử đi cái số cộng 2 ở đây rồi các bạn rút căn x ra ngoài, căn x nhân mở hoặc căn x trừ 2 bằng 0 và các bạn suy ra hai trường hợp. Các bạn phải dùng dấu hoặc ở đây. Đấy là hoặc căn x bằng 0, căn x trừ 2 bằng 0. Các bạn nhìn thấy đây là một cái gạch vuông. Mình gạch vuông như này. Cái này có nghĩa là hoặc. Còn nếu các bạn dùng cái ký hiệu này thì nó có nghĩa là và. Ở đây bắt buộc phải dùng dấu hoặc tại vì một là cái này, hai là cái dưới. Chứ nếu các bạn dùng dấu và thì ví dụ các bạn ghi như này, x bằng 1 và x bằng 2 không thể nào nó vừa bằng 1 vừa bằng 2 được hay nói một cách chính xác nếu bạn ghi là x bằng 1 và x bằng 2 thì thực ra cái này suy ra x thuộc rỗng tức là không có cái x nào như vậy bây giờ các bạn ghi tiếp suy ra x bằng 0 hoặc x bằng 4 và điều quan trọng nhất là bây giờ các bạn phải so sánh lại với cái điều kiện điều kiện mình có là x lớn hơn 0 và x khác 1 thế nên cái chỗ x bằng 0 này là cái các bạn ghi không thỏa mãn điều kiện các bạn nhớ không được viết tắt như mình và cái đằng sau các bạn ghi thỏa mãn điều kiện và cuối cùng các bạn thêm một dòng kết luận để a nhân b bằng 4 thì x bằng 4 như các bạn thấy là những cái dấu ở đây Dũng dùng dấu suy ra nó mà Dũng không dùng dấu, dùng dấu tương đương tuy nhiên Dũng nghĩ là chắc thầy cô giáo phải khó tính lắm thì mới bắt bẻ bạn những cái dấu tương đương ở đây người ta chỉ quan tâm là khi mà các bạn tính ra x rồi các bạn có ghi thỏa mãn điều kiện hoặc là không thỏa mãn điều kiện hay không thôi đấy mới là cái chỗ mà các bạn sẽ bị mất điểm Ok, vậy là mình vừa giải thích một số những kiến thức cơ bản liên quan đến căn bậc 2 thì có thể có một số bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao mình phải học căn bậc 2? Thì theo những hiểu biết của Dũng thì căn bậc 2 hay là tất cả những cái ký hiệu toán học khác dùng để giải thích những cái hiện tượng thiên nhiên, những cái gì mà người ta cần phải giải thích bằng con số thì người ta sẽ đưa ra một cái gì đấy liên quan đến toán học để giải thích nó. Thì đặc điểm của căn bậc 2 nó liên quan đến cái cạnh kề của một cái tam giác vuông hoặc là cái đường chéo của một cái hình vuông thì hình vuông theo cái công thức là cạnh ví dụ là diện tích là a bình phương chẳng hạn thì mình biết được một cạnh mình biết được diện tích thì bây giờ từ diện tích mình tính ra cạnh thì mình cần phải có căn bậc hai thì mình mới tính ra được con số chính xác được tại vì ví dụ như trước khi người ta phát minh ra cái số căn bậc hai chẳng hạn người ta chỉ có số một hai ba bốn năm sáu số tự nhiên hoặc là số hữu tỷ một phần hai một phần ba một phần tư một phần năm tuy nhiên những cái số như là cạnh của một cái tam giác vuông thì người ta chưa có gì để biểu diễn thì người ta sinh ra cái căn bậc hai là vì vậy ví dụ như mình có một cái song sắt được xếp như một cái hình chữ nhật ABCD như hình vẽ thì làm sao để mình có thể tính chính xác được một cái cạnh của một cái đường chéo như này nó ví dụ như mình cần phải cắt một cái tấm thép để tạo ra một cái đường chéo để cho nó khớp vào đấy để làm cho cái cái lưới này nó chắc chắn hơn thì mình phải có kiến thức về căn bậc 2 thì mình mới sử dụng công thức Pythagore để tính được cái cạnh đường chéo và chỉ khi mình biết được căn bậc 2 tính như nào thì mình mới tính chính xác được độ dài của cái cạnh đấy hoặc là trong lĩnh vực vật lý thì người ta có những cái công thức cần phải sử dụng căn bậc 2 khi mà tính đến gia tốc hoặc là rơi tự do vận tốc quãng đường hoặc là một ví dụ nữa nếu như mình biết tọa độ của hai điểm trong không gian 2 chiều hoặc không gian 3 chiều thì để tính được khoảng cách giữa hai điểm đấy mình cần phải có công thức liên quan đến căn bậc 2 đấy là những thứ mà dũng có thể nghĩ ra được liên quan đến ứng dụng của căn bậc 2 và tất nhiên sau này khi các bạn học về các cái chuyên ngành khác ví dụ như về kỹ sư xây dựng vật lý hóa học hoặc là như mình về trí tuệ nhân tạo hay là về khoa học máy tính thì có những lúc mình sẽ cần phải sử dụng căn bậc hai khi mà liên quan đến những cái phương trình những cái model, những cái dự đoán. Một điểm nữa Dũng muốn giới thiệu cho các bạn, đấy là khi các bạn dùng máy tính cầm tay hoặc là sử dụng máy tính làm thế nào máy tính có thể tính ra được cái con số căn bậc 2 thì ví dụ như mình có một con số là căn 2 chẳng hạn với những số căn mà lớn hơn một căn của số đấy luôn luôn bé đi tức là nó luôn luôn bé hơn 2 căn 2 luôn luôn bé hơn 2 căn 3 luôn luôn bé hơn 3 với những số lớn hơn một thì căn ra lúc nào nó cũng bé đi và mình biết là lúc nào căn nó cũng sẽ lớn hơn không vậy nên với mỗi con số 2 thì mình kẹp giữa 0 và 2. Ví dụ như mình cần tính căn 3 chẳng hạn thì mình sẽ kẹp giữa 0 và 3. Tiếp đến, mình sẽ tính được xem là giữa 0 và 2, mình lấy con số ở giữa thì ở đây là 1 và mình sẽ tính xem là căn 2 với 1 con số nào lớn hơn. Thì để tính căn 2 với 1 con số nào lớn hơn thì mình sẽ bình phương hai số. Căn 2 bình phương ra 2, còn 1 bình phương ra 1. Vậy nên 1 chắc chắn là bé hơn căn 2. Vậy nên phần kẹp tiếp theo mình sẽ kẹp giữa 1 nhỏ hơn căn 2 nhỏ hơn 2. Ở đây mình so sánh với số 1. Ở giữa số 1 và số 2 là số 1,5. Bây giờ mình sẽ tính xem là số 1,5 với cả số căn 2, số nào bé hơn. Thì mình chỉ cần tính 1,5 bình phương lên. Đó, bình phương số 1,5 thì là 1,5 nhân 1,5. Máy tính có thể tính được bằng những cái quy tắc nhân. Thì 1,5 bình phương lên nó sẽ lớn hơn căn 2. Thế nên mình biết được là con số kẹp tiếp theo sẽ là 1 nhỏ hơn căn 2, nhỏ hơn 1,5. Và cứ như vậy, tiếp theo bạn sẽ so sánh một con số giữa 1 và 1,5, mình sẽ lấy con số 1,25 và các bạn xem là 1,25 so với căn 2 số nào bé hơn hoặc là số nào lớn hơn thì mình chỉ cần bình phương lên. Cái này bình phương là 2. 1,25 mình chỉ cần bình phương lên và mình nhận ra là căn 2 lớn hơn 1,25, vì nên lúc này nó sẽ kẹp giữa 1,25 nhỏ hơn căn 2, nhỏ hơn 1,5. Tiếp đến mình kẹp giữa hai con số 1,25 và 1,5, lấy con số ở giữa và bình phương lên để xem nó ở phía nào của căn 2 và từ đấy mình kẹp tiếp kẹp tiếp và mỗi lần có hai con số này mình cứ chia đôi chia đôi ra càng làm nhiều bước như vậy thì cái con số tính sấp xỉ căn bậc 2 nó sẽ càng ngày càng nhỏ đi và cái độ chính xác nó càng ngày càng cao lên tùy thuộc vào mình muốn nó chính xác đến đâu và đây chính là một cách mà máy tính mình có thể lập trình cho máy tính để tính căn bậc 2 phép toán này chỉ đưa ra cho các bạn một con số sấp xỉ của căn bậc 2 thì điều đấy cũng đúng thôi tại vì căn bậc 2 là một số vô tỷ không thể nào tính được một con số chính xác của căn bậc 2 được mình muốn bao nhiêu phần thập phân đằng sau thì mình phải làm nhiều bước hơn nữa. Ok, video mình xin kết thúc ở đây. Vậy là hôm nay mình học về căn bậc 2 này, định nghĩa khái niệm, cách xác định tập xác định, tìm điều kiện, làm một số những bài toán liên quan đến dấu giá trị tuyệt đối, cách chia trường hợp tập xác định của x để phá dấu giá trị tuyệt đối, giải phương trình chứa căn, cách nhóm thành bình phương và đặc biệt là mình đã đưa ra một vài những ví dụ liên quan đến những bài toán giải phương trình và một bài toán rút gọn biểu thức có trong đề thi vào 10 năm vừa rồi, rồi. Nếu bạn thấy video này hay thì nhớ để lại một nút like để ủng hộ mình nha. Với cả nếu bạn thấy mình giảng nhanh hay là quá nhanh, quá chậm hay là khó hiểu ở chỗ nào thì bạn nhớ để lại phần bình luận ở bên dưới để mình điều chỉnh tốc độ nói của mình. Ngoài ra nếu bạn nào muốn đăng ký hệ thống ôn luyện thi vào 10 dũng lại lập trình cho cơ sở thì các bạn nhớ liên hệ fanpage ở trên Facebook hoặc là lên website để xem hướng dẫn đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.